Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. 181 Ngươi xem hắn giống không giống vạn năng thần. Cách vách phát ra âm thanh khu phố khoảng cách bên này rất gần, xuyên qua một cái ngõ nhỏ, chính là phát ra âm thanh địa phương. Tô Thanh Thanh đi đầu đi ở phía trước, xuyên qua ngõ nhỏ, đại gia lúc này mới thấy được bên kia tình huống. Bên kia tình huống cùng từ chí miêu tả đến không sai biệt lắm, là một cái thoạt nhìn giống thập niên 80 chợ, chợt liếc mắt một cái nhìn lại phi thường náo nhiệt, người đến người đi, rộn ràng nhốn nháo. Ven đường có bán đủ loại đồ vật cửa hàng, còn có bày quán cũng bãi thật sự chỉnh tề, náo nhiệt nhưng không hỗn độn. Trên đường đám người rộn ràng nhốn nháo, mọi người chen vai thích cánh, liền đèn đường đều là ấm màu vàng. Đại gia ở trên phố rất hài hòa mua sắm, cò kè mặc cả, liền cùng một cái bình thường chợ đêm không sai biệt lắm. Đã có thể cùng Từ Chí nói như vậy, này chợ ngay từ đầu xem là rất bình thường, xem lâu rồi sau liền phát hiện không thích hợp địa phương. Bọn họ đại khái đang âm thầm quan sát một giờ, phát hiện con đường này thượng cảnh tượng là nửa giờ tuần hoàn một lần. Qua nửa giờ, vừa mới ở tiểu quán người bán trong phía trước trải qua người sẽ lại trải qua một lần, làm đồng dạng sự tình, nói đồng dạng lời nói, làm xong toàn giống nhau như đúc động tác, phi thường quỷ dị, cực kỳ quỷ dị. Giang Mộc Thanh sờ sờ trên người khởi nổi da gà nói, bọn họ hẳn là không phải người đi, thoạt nhìn cũng không giống như là quỷ, giống như một đám bị giả thiết trình độ người máy. Tô Thanh Thanh gật đầu, chúng nó là quỷ, chẳng qua là bị khống chế, từ bọn họ ăn mặc đi lên xem, bọn họ hẳn là trước kia Bạch Vân huyện cư dân, hiện tại bọn họ là không có chính mình tư tưởng. Thanh Sơn giáo tiểu sư muội cơ hồ là buộc miệng thốt ra, hảo ác độc nhiếp hồn thuật. Đại gia hỏi lại, Cao Tình giải thích, ta đối phương diện này tương đối có nghiên cứu, loại này nhiếp hồn thuật thập phần ác độc, người cho dù chết, linh hồn cũng là có sinh cơ. Người linh hồn bản thân chính là một loại phi thường huyền diệu tồn tại, loại này nhiếp hồn thuật chính là đem người linh hồn trung tinh hoa sinh cơ cấp rút ra ra tới, lợi dụng cái này tinh hoa sinh cơ đi làm chuyện khác, nhưng là mất đi tinh hoa sinh cơ linh hồn, liền sẽ biến thành một cái hoàn toàn không có tự mình ý thức cái xác không hồn, không, liền cái xác không hồn đều không bằng, đây là một loại thập phần tà ác thuật pháp, bị thu lấy linh hồn sinh cơ người, liền tính tưởng đầu thai chuyển thế đều không thể. Nơi này một toàn bộ giải người toàn bộ đều bị rút ra, cũng quá đáng sợ, quá phát rồ. Chính là bởi vì biết cái xác không hồn lợi hại, nàng nhìn đến một toàn bộ phố đều là cái dạng này người, mới có thể cảm thấy thật sự thật đáng sợ, da đầu tê dại, kia hiện tại làm sao bây giờ? Sau khi nghe xong cũng nổi lên một thân nổi da gà Giang Mộc Thanh hỏi, Tô Thanh Thanh quan sát một hồi, phát hiện không ai chú ý tới bọn họ, nàng mơ hồ có cảm giác, bọn họ đoàn người đi vào nơi này vẫn luôn không có xảy ra chuyện, là vạn năng thần giáo người ở tránh bọn họ, cố ý không cho bọn họ tiếp xúc đến chân chính vạn năng thần giáo, muốn dùng loại này vu hồi phương thức làm cho bọn họ ở bên trong này vòng, cuối cùng bị vòng đến không kiên nhẫn, lại không thu hoạch được gì đi ra ngoài, nhưng nàng càng không tưởng như bọn họ ý, này phố xá sầm uất đều xuất hiện ở nàng trước mặt, kia nàng nếu là không đi nháo sự nói, chẳng phải là thực không cho bọn họ mặt mũi. Tô Thanh Thanh vẫy vẫy tay nói, nơi đó mặt nhìn không phải rất có ý tứ sao? Loại này nháo sự chúng ta còn không có dạo quá đâu, không bằng chúng ta cũng qua đi đi dạo, nói nàng liền đi đầu đi tới phía trước, Cố Tuyển lập tức đuổi kịp, mặt sau người liếc nhau sau cũng đều sôi nổi đuổi kịp, dựa theo Từ Chí miêu tả, bọn họ là đi vào lúc sau, vừa mới mở miệng nói chuyện, đã bị người phát hiện, sau đó bị này đàn cái xác không hồn người đuổi theo chạy, chính là Tô Thanh Thanh bọn họ tiến vào sau, một bên đi dạo phố một bên nhỏ giọng nói thầm. Bên cạnh đều không có người quay đầu lại xem, cũng không có người phát hiện bọn họ, giống như bọn họ là lại bình thường bất quá du khách giống nhau. Tô Thanh Thanh trên cơ bản xác nhận, lần trước Từ Chí bọn họ hẳn là bị mặt trên phát hiện, vây đổ trảo bọn họ quần chúng là mặt trên hạ mệnh lệnh, hiện tại mặt trên cũng khẳng định cũng phát hiện bọn họ, nhưng bởi vì thực lực của nàng, bọn họ muốn kéo nàng, có thể là tưởng kéo dài tới mặt sau hiến tế đại điển sau, cho nên mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng Tô Thanh Thanh là bọn họ không hành động, nàng liền không áp dụng hành động người sao? Đương nhiên không phải a, nàng thật sự nghênh ngang ở trên phố đi dạo lên, còn cùng Cố Tuyển nghiêm túc chọn bên đường tiểu quán thượng đồ vật. Có một cái tiểu quán thượng bán chính là thập niên 80, 90 BB cơ, tạo hình khác nhau, còn cái gì nhan sắc đều có mấy cái còn sẽ vang, thoạt nhìn rất hấp dẫn người. Tô Thanh Thanh dừng lại bước chân, nàng cầm lấy một con màu bạc, thoạt nhìn thực thời thượng. BB cơ hỏi quán chủ, cái này bao nhiêu tiền, bán thế nào? Quán chủ là một cái 30 xuất đầu nam nhân, vừa mới Tô Thanh Thanh còn không có tới phía trước, hắn còn ở chính mình quầy hàng thượng nhiệt tình rao hàng, hiện tại Tô Thanh Thanh cầm lấy BB cơ hỏi hắn, hắn ngược lại mắc kẹt, hắn nhìn Tô Thanh Thanh trong tay BB cơ, cổ lấy kỳ quái góc độ chuyển động vài vòng, giống như CPU đều cháy hỏng, vẫn là không nghĩ kỹ nên như thế nào trả lời, vì thế Tô Thanh Thanh lại thực hảo tính tình hỏi một lần, cái này bán thế nào, bao nhiêu tiền, ở quán chủ trên đầu cổ xoay vài vòng sau, hắn rốt cuộc trả lời Tô Thanh Thanh vấn đề, cái này BB cơ, 800 đồng tiền một cái. Tô Thanh Thanh còn không có tới kịp bỏ tiền, Cố Tuyển trước cầm 800 đồng tiền đưa qua đi, quán chủ đầu lại lấy 360 độ xoay cái cong, sau đó lắc đầu nói, không được, ngươi cái này tiền, không phải chúng ta nơi này dùng tiền, chúng ta không thu, không bán. Tô Thanh Thanh hỏi, vậy các ngươi thu cái dạng gì tiền, quán chủ từ hắn. Tô Thanh Thanh không chút để ý tiếp nhận tiền, tưởng bọn họ vạn năng thần giáo ở chính mình cứ điểm thi hành đặc thù tệ loại, kết quả ở nhìn đến tiền giấy thời điểm nàng trực tiếp sợ ngây người, tiền giấy chính là thực bình thường tiền giấy, bộ dáng lớn nhỏ đều cùng bình thường lớn nhỏ không sai biệt lắm, duy nhất bất đồng chính là, tiền giấy mặt trên ấn chân dung, thế nhưng là Cố Tuyển bộ dáng, không sai, chính là Cố Tuyển sườn mặt, lớn lên là giống nhau như đúc, không ngừng Tô Thanh Thanh chấn động, mặt khác các bạn nhỏ đều kinh ngạc đến ngây người, trong nháy mắt mọi người xem Cố Tuyển ánh mắt đều thay đổi, kia ánh mắt hình như là người sói sát bình dân thấy được lan. Cố Tuyển cũng ngốc a, hắn là mọi người nhất ngốc người kia, không phải, vì cái gì cái này tiền giấy mặt trên sẽ là hắn ảnh chụp, này ảnh chụp đã xâm phạm hắn chân dung quyền đi, hắn quay đầu trừng mắt nhìn Giang Mộc Thanh bọn họ liếc mắt một cái, xem ta làm gì. Ta và các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta còn có thể là người xấu a. Tô Thanh Thanh lại cầm tiền giấy hỏi quán chủ, này mặt trên ấn chân dung người là ai, lần này quán chủ nhưng thật ra trả lời thật sự mau, ngữ khí còn vô cùng thành kính. Hắn là chúng ta vạn năng chân thần. Tô Thanh Thanh chỉ bên cạnh Cố Tuyển, ngươi xem hắn giống không giống các ngươi vạn năng chân thần. Cố Tuyển, quán chủ đầu bắt đầu 360 độ không ngừng xoay tròn, lúc này hắn CPU là hoàn toàn làm hỏng rồi. Chương 182 chúng ta không có nháo sự a. Trường hợp này thoạt nhìn thực sự có điểm quỷ dị, một cái bán đồ vật quán chủ, bắt đầu một lời không hợp 360 độ chuyển đầu. Triệu Lệ Nhã ở bên cạnh lôi kéo Tô Thanh Thanh, nhỏ giọng hỏi, ngươi đây là chuẩn bị làm gì? Ngươi thật tính toán mua hắn BB cơ a, nơi này đồ vật mua trở về có thể sử dụng sao? Tô Thanh Thanh thật bình tĩnh, nàng hướng bên cạnh chỉ một vòng nói, không làm sao nha, nơi này không phải chợ sao? Chợ chính là mở cửa làm buôn bán sao, bọn họ bày quán chẳng lẽ không bán đồ vật sao? Các ngươi cũng đi dạo bái, đối thứ gì cảm thấy hứng thú liền hỏi một chút giá cả, chúng ta không có nơi này tiền. Chẳng lẽ hỏi một chút giá cả cũng không được sao? Triệu Lệ Nhã đoán không ra Tô Thanh Thanh muốn làm gì, nhưng này cũng không chậm trễ bọn họ làm theo. Đoàn người cứ như vậy ở náo nhiệt chợ mặt trên dạo khai, bọn họ hỏi một chút cái này, hỏi một chút cái kia. Mỗi cái bị hỏi quán chủ đều không sai biệt lắm là một cái phản ứng. Đầu tiên là nghiêng đầu tưởng nửa ngày không biết nên như thế nào trả lời, không rõ đã xảy ra cái gì, mặt trên hạ đạt mệnh lệnh sau mới có thể trả lời. Nhưng là khi bọn hắn bị hỏi bọn hắn tiền giấy thượng vạn năng thần bộ dáng vì cái gì cùng Cố Tuyển lớn lên giống nhau khi, bọn họ đầu cũng bắt đầu 360 độ xoay tròn, ngắn ngủn nửa giờ thời gian, nửa con phố bán hàng trong đầu đều bắt đầu 360 độ chuyển cái không ngừng, này liền làm mặt sau tới mua đồ vật, khách hàng, nhóm mộng bức, bọn họ dựa theo giả thiết trình độ, làm giống nhau động tác, nói giống nhau lời kịch, chính là lão bản nhóm nhưng vẫn không có bước tiếp theo động tác. Bọn họ nghiêm khắc dựa theo trình độ tới làm việc, giao dịch không có thành công, bọn họ cũng không có cách nào tiến hành bước tiếp theo, trong khoảng thời gian ngắn, vừa mới, náo nhiệt, lại, ngay ngắn trật tự, chợ, cứ như vậy hỗn loạn, toàn bộ phố tê liệt một nửa. Triệu Lệ Nhã có chút lo lắng, Thanh Thanh, chúng ta như vậy đem toàn bộ phố đều trộn lẫn rối loạn, thật sự không có việc gì sao, có việc a, khẳng định có sự a. Tô Thanh Thanh hít mắt nhìn về phía trong đó một phương hướng. Bên kia mơ hồ có xuyên chế phục người chạy tới, nàng khóe miệng rốt cuộc hơi hơi câu lên, chúng ta muốn chính là có việc, nếu không phải có việc nói, như thế nào đem những người này hấp dẫn lại đây đâu, đại gia theo nàng phương hướng, cũng thấy được những cái đó ăn mặc chế phục chạy tới người, Cố Tuyển đã nháy mắt đã hiểu Tô Thanh Thanh ý tứ, đợi lát nữa bọn họ tới bắt, chúng ta không cần phản kháng, phối hợp bọn họ, đi theo bọn họ đi vào, như vậy mới có thể đánh vào bọn họ bên trong. Đã hiểu, tại đây con phố thượng khiến cho hỗn loạn, cuối cùng mục đích vẫn là đánh vào địch nhân bên trong. Bọn họ không phải tránh bọn họ, không cho bọn họ đến bên trong đi sao? Kia bọn họ liền ở bên ngoài làm phá hư, làm đến trình độ nhất định, sẽ không sợ bọn họ không để ý tới bọn họ. Những cái đó xuyên chế phục người thực mau liền chạy tới, bọn họ chế phục liền toàn hắc, không giống hiện đại chế phục, càng như là cổ đại chế phục, áo đen tử, hắc áo choàng. Này đó, nhân viên công tác hẳn là đều là trải qua tuyển chọn, mỗi người vóc dáng đều không sai biệt lắm, tất cả đều là 1m8 đại cao cái, dáng người thon gầy, chân cũng rất dài. Đáng tiếc chính là mỗi người đều dùng bạc chất mặt nạ bưng kín mặt, thấy không rõ lắm bọn họ chân dung. Khá vậy bởi vì cái này, cho bọn hắn tăng thêm một tia lạnh băng cảm giác thần bí. Triệu Lệ Nhã nhỏ giọng mà nói thầm, này vạn năng thần giáo người thoạt nhìn thẩm mỹ phẩm vị còn có thể ai, này ngựa con chế phục còn rất soái. Giang Mộc Thanh khóe miệng hơi hơi trừ trừ, không phải, Triệu Lệ Nhã, ngươi hổ a, hiện tại là chú ý này đó thời điểm sao? Triệu Lệ Nhã ho nhẹ một tiếng, khụ khụ, báo một tia a, ở giới giải trí bên trong đãi lâu bệnh nghề nghiệp, mặc kệ nhìn đến cái gì, ánh mắt đầu tiên nhìn đến đều là quần áo hóa trang đạo cụ, báo một tia a báo một tia, ta lần sau nhất định chú ý. Lý Miểu Miểu ở bên cạnh nhỏ giọng nói thầm, nhưng xác thật rất soái a, bọn họ thẩm mỹ đích xác không tồi sao? Bạch Thanh Huyền trong nháy mắt chuông cảnh báo sao vang, hắn một phen kéo qua Lý Miểu Miểu, không phải, ngươi trước kia cùng ta nói rồi, ngươi đã nói ngươi không thích màu đen cùng thâm sắc, liền thích người khác ăn mặc thiển sắc quần áo, sau đó tiên khí phiêu phiêu bộ dáng, cho nên hắn mới biến ảo thành nhân sau, vẫn luôn ăn mặc thiển sắc quần áo. Lý Miểu Miểu đều ngốc, ta khi nào nói qua loại này lời nói, ngươi nói chính là đời trước sự tình đi. Ta đời trước có thể nhớ kỹ sự tình rất ít, ta thật sự không nhớ rõ loại này râu ria sự tình a. Bạch Thanh Huyền đại chịu đã kích, ô, chủ nhân ngươi thay đổi. Tô Thanh Thanh quả thực bị này nhóm người ồn ào đến sọ não ong đau, như thế nào đều đến loại này thời điểm mấu chốt, này nhóm người còn có nhiều như vậy sự đâu. Nàng đau đầu mà nhéo mũi, ta liền biết, đêm này nhóm người mang ra tới chính là một sai lầm. Cố Tuyển xin lỗi, thực xin lỗi, đều do ta, lần sau ta nhất định đem bọn họ đều quăng lại qua đây. Tô Thanh Thanh, có hay không một loại khả năng, chính là lần sau hắn cũng không nhất định một hai phải đi theo lại đây. Trong chớp mắt ăn mặc chế phục người cũng đã đuổi tới bọn họ trước mặt, bọn họ mỗi người trên tay đều cầm một phen kim quang lấp lánh đao, đem Tô Thanh Thanh bọn họ bao quanh vây quanh ở trung gian, dẫn đầu người quát chói tai, là người nào ở chỗ này nháo sự? Có phải hay không các ngươi? Tới mấy người này trên người đều mang theo dày đặc quỷ khí cùng sát khí, cùng chợ thượng những cái đó bị khống chế người hoàn toàn không giống nhau, bọn họ rõ ràng là có chính mình ý thức. Tô Thanh Thanh buông tay, không có nháo sự a. Con mắt nào của ngươi nhìn đến chúng ta nháo sự? Nơi này không phải chợ a, chúng ta ở bình thường đi dạo phố mua đồ vật a, làm sao vậy? Nơi này đồ vật là không thể mua sao? Cái kia dẫn đầu bị Tô Thanh Thanh hỏi sau đều sửng sốt một chút, giống như xác thật không có gì vấn đề bộ dáng. Đúng vậy, chợ còn không phải là làm mua bán đồ vật sao? Chúng ta có cái gì vấn đề sao? Các tiểu đồng bọn cũng sôi nổi chất vấn, dẫn đầu bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, hoàn toàn nói không nên lời, nhưng là mặt trên hạ đạt mệnh lệnh, hôm nay vô luận như thế nào đều phải đem bọn họ bắt lại. Dẫn đầu người thanh đao hung hăng mà vung lên nói, ít nói nhảm, các ngươi nếu là không có làm gì đó lời nói, bọn họ như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Không cần giảo biện, trực tiếp theo chúng ta đi một chuyến đi. Chúng ta nơi này cũng không phải là làm ngươi tùy tiện nháo sự địa phương. Tô Thanh Thanh triều bọn họ sử một cái ánh mắt, đoàn người lập tức nháy mắt đã hiểu, phi thường phối hợp đi theo dẫn đầu bọn họ đi rồi, thậm chí đều không cần bọn họ áp giải, chính mình chủ động quá mức, làm đến dẫn đầu người đều có chút ngốc, không phải nói này nhóm người phi thường khó chơi, kêu hắn đánh lên tinh thần tới ứng đối sao? Như thế nào hiện tại như vậy phối hợp đến thái quá, hắn đáy lòng một đống lớn nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, mặc kệ thế nào, trước hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Dẫn đầu người dẫn bọn hắn đi đến phố đuôi, kia vốn dĩ cái gì đều không có phố đuôi trống rỗng xuất hiện một cánh cửa, qua này đạo phía sau cửa, phát hiện bên trong có khắc động thiên, thế nhưng cũng có cầu nại hà cùng vong xuyên hà, cùng địa phủ thiết trí giống nhau như đúc. Dẫn đầu người đem Tô Thanh Thanh bọn họ quan tới rồi địa lao, sau đó liền chuẩn bị đi rồi. Tô Thanh Thanh bỗng nhiên gọi lại hắn, chỉ bên cạnh Cố Tuyển hỏi, ngươi xem, hắn lớn lên giống không giống các ngươi vạn năng thần? Dẫn đầu giống như phía trước cũng chưa chú ý tới Cố Tuyển trông như thế nào, thẳng đến Tô Thanh Thanh chỉ mới chú ý tới, Hắn đang xem rõ ràng Cố Tuyển trông như thế nào thời điểm, trực tiếp đồng tử động đất, hắn khó có thể tin nói, sao? Như thế nào hội trưởng đến giống như, nói hắn liền thiếu chút nữa phải quỳ xuống đi, đối mặt như vậy một khuôn mặt, hắn thật sự chân mềm a. Vì thế ở cầu nại hà khẩu, lại nhiều một đám đầu 360 độ không ngừng xoay tròn, CPU bị thiêu làm nhân viên công tác, chương 183 thượng cổ thần thú, Tô Thanh Thanh bọn họ bị quăng vào địa lao, dày nặng cửa lao bị phanh một tiếng đóng lại, cái này địa lao cùng cổ đại địa lao không sai biệt lắm, giống như cái này vạn năng thần giáo vạn năng thần là cổ đại người, ở nỗ lực cùng hiện đại xã hội dung hợp cảm giác, chợ là thập niên 80, 90 chợ, Bạch Vân huyện ngay lúc đó chợ là thế nào, hiện tại chính là thế nào, không có như thế nào tiến bộ, còn có nơi này, nhân viên công tác xuyên đều là cổ đại quần áo, bao gồm vừa mới địa phủ một đường đi tới, toàn bộ đều là cổ đại cổ kiến trúc, liền địa lao đều là cổ hương cổ sắt. Giang Mộc Thanh tò mò mà đi đẩy một chút địa lao cửa sắt, kết quả hắn hơi chút dùng sức đẩy một chút, địa lao diện tích liền nháy mắt rút nhỏ một vòng, vốn dĩ không lớn địa lao, một đám người ở bên trong liền tương đương chật chội, hiện tại thu nhỏ lại một vòng sau, thoạt nhìn liền càng thêm tể. Bên ngoài xuất hiện mặt khác một thân chế phục người, hắn hẳn là trông coi nhân viên, trên tay hắn cầm vũ khí, chậm rì rì mà nói, đừng giãy dụa, cái này địa lao là bị đặc biệt pháp thuật thiết trí quá, là chúng ta nơi này an toàn cấp bậc tối cao địa lao, các ngươi không động tác còn hảo, các ngươi càng động, nó thu nhỏ lại đến càng lợi hại, đến lúc đó các ngươi liền sẽ bị sống sờ sờ tể chết, hôi phi yên diệt, liền hồn đều không có cái loại này. Hắn nói chuyện ngữ khí nghe tới giống như không phải thực hảo, có điểm giống chế nhạo cảm giác, nhưng kỳ thật là ở nhắc nhở, hơn nữa là chủ động đáp lời quỷ, này ở vạn năng thần giáo loại địa phương này liền phi thường không phù hợp lẽ thường, tại đây loại vạn năng thần giáo sáng tạo ra tới lý tưởng thế giới, còn có thể tồn tại có được chính mình ý thức cùng chủ động người đâu. Tô Thanh Thanh nhịn không được nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, này không xem không quan trọng, càng xem càng quen mắt a, tổng cảm giác đến giống như ở nơi nào gặp qua. Triệu Lệ Nhã ở giới giải trí gặp qua người nhiều, ở nhận người này một khối so Tô Thanh Thanh cường, nàng bỗng nhiên nhận ra tới, chỉ vào hắn hô nhỏ, ngươi xem hắn, lớn lên giống không giống như là Tề Trung nhi tử. Tô Thanh Thanh lúc này mới nhớ tới hắn giống ai, nhưng còn không phải là giống Tề Trung cấp ảnh gia đình thượng nhi tử sao, khả năng bởi vì ảnh gia đình là mấy năm trước ảnh chụp, hơn nữa hắn hiện tại biến thành quỷ sau, cả người quỷ khí dày đặc, bộ dạng biến hóa vẫn là khá lớn, cho nên Tô Thanh Thanh mới không có trước tiên nhận ra tới, mà người kia ở nghe được Tề Trung hai chữ thời điểm cũng rõ ràng sửng sốt một chút, hắn cảnh giác mà hướng bên cạnh nhìn lướt qua, xác nhận bên cạnh không ai, tạm thời sau khi an toàn, để sát vào đè thấp thanh âm hỏi, các ngươi như thế nào nhận thức Tề Trung? Các ngươi là ai? Tô Thanh Thanh móc ra trong lòng ngực di động, điều ra gần nhất chụp kia trương ảnh gia đình cho hắn xem, ngươi nhìn xem, cái này là cha ngươi không? Hắn nhìn đến ảnh gia đình thời điểm hoàn toàn kích động, liền vành mắt đều đỏ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thanh Thanh, sốt ruột hỏi, các ngươi là ai? Các ngươi rốt cuộc là ai? Tô Thanh Thanh, chúng ta là chịu người chi thác, tới nơi này giải cứu Bạch Vân huyện bị nhốt người, ở tiến vào phía trước vừa lúc gặp ngươi ba ba, hắn biết chúng ta bản lĩnh sau, cùng chúng ta nói chuyện của ngươi, sau đó ủy thác chúng ta nhất định phải đem ngươi cùng tỷ tỷ mang đi ra ngoài. Tề Đằng bỗng nhiên nhịn không được khóc, hắn khóc đến khóc không thành tiếng, có ảnh gia đình loại đồ vật này ở, hắn hoàn toàn không suy xét sự tình chân thật tính, hắn đã là quỷ là sẽ không lưu nước mắt, hắn hiện tại khóc, lưu nước mắt đều là huyết, hắn tự trách áy náy vạn phần, trách ta, đều do ta, sở hữu sự tình đều do ta, toàn bộ âu thức ta sai, nếu ta lúc ấy không có tùy hứng, không đi theo bọn họ đến Bạch Vân huyện bên trong mạo hiểm, liền sẽ không liên lụy tỷ tỷ, sẽ không liên lụy cả nhà. Tô Thanh Thanh nhưng không có thời gian ở chỗ này nghe hắn sám hối, nàng nói thẳng, chuyện quá khứ nếu đã xảy ra, ngươi hiện tại nói này đó cũng đã chậm, không bằng nghĩ hảo hảo bổ cứu, đem ngươi biết đến sự tình nói cho ta, chúng ta hảo hảo thương lượng một chút, như thế nào áp dụng hành động, chờ giải quyết xong nơi này sự tình đem ngươi cùng tỷ tỷ ngươi mang đi ra ngoài, ta còn có thể an bài các ngươi cùng ngươi ba thấy cuối cùng một mặt. Tề Đằng phi thường nỗ lực mới khắc chế chính mình cảm xúc, hắn hít sâu một hơi. Nếu các ngươi muốn động thủ, vậy chọn tại đây mấy ngày nay vạn năng chân thần còn ở trong lúc hôn mê, là toàn bộ Bạch Vân huyện yếu ớt nhất thời điểm, nếu là chờ lần này hiến tế hoàn thành, vạn năng chân thần tỉnh lại, vậy xong rồi, toàn bộ nhân loại thế giới đều xong rồi, vì cái gì? Hắn có như vậy cường sao? Giang Mộc Thanh tò mò hỏi, Tề Đằng gật đầu, rất mạnh, phi thường cường, nghe nói bọn họ ở sống lại một cái thượng cổ thần thú, cái này thần thú phi thường lợi hại, có thể hủy thiên diệt địa, một chân giẫm bẹp một ngọn núi đầu cái loại này, hơn nữa loại này thần thú, chỉ cần ai sống lại nó liền sẽ nghe ai nói, hơn nữa nhận chủ sau, có thể cho chủ nhân thượng nó thân thể, cùng nó thân thể hòa hợp nhất thể sau thao tác nó, vạn năng chân thần có được bí pháp, hắn có thể hấp thụ nhân loại sinh cơ làm được rất nhiều sự tình, hắn kỳ thật bản thân không cường, nhưng bằng vào cái này có được một đại bang tín đồ, có được tín ngưỡng chi lực, chính là hắn sáng tạo thế giới, nhưng này không phải hắn cuối cùng mục tiêu, hắn cuối cùng mục tiêu chính là sống lại cái kia thần thú, trở thành mạnh nhất người, sau đó một lần nữa chế định này nhân loại xã hội trật tự. Ta nghe nói vạn năng chân thần đã sớm bắt đầu trù tính kế hoạch chuyện này, hắn giống như từ vài thập niên trước liền bắt đầu hành động, sống lại thần thú yêu cầu rất nhiều sinh cơ, bọn họ nhiều năm như vậy tích tiểu thành đại đã tới rồi một cái thực đáng sợ số lượng, ta đã nghe nói, lần này đêm trăng tròn, chính là bọn họ tiến hành cuối cùng một lần hiến tế, giống như bọn họ lần này còn bắt được không ít có đạo hạnh người, nếu lần này hiến tế có thể thành công hoàn thành, kia bọn họ liền có thể thành công sống lại cái này thần thú. Đại gia sau khi nghe xong đều đảo hút một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới lần này hành động thế nhưng là cuối cùng một lần cơ hội. Cố Tuyển như suy tư gì, kia chiếu nói như vậy nói, các ngươi đệ thất cục lê cục khẳng định là có vấn đề, hắn khẳng định biết lần này hiến tế là cuối cùng một lần hiến tế, cho nên cố ý đem hành động kéo dài đến hiến tế lúc sau, đến lúc đó các ngươi đệ thất cục người lại đến cùng nhau hành động, chờ các ngươi chính là cùng thần thú hòa hợp nhất thể vạn năng chân thần. Các ngươi tới phỏng chừng chính là chịu chết. Tô Thanh Thanh mày hơi nhíu lại, thượng cổ thần thú, tuy rằng không biết là cái gì thượng cổ thần thú, nhưng chỉ cần có thể bị gọi là thượng cổ thần thú, thực lực liền không có một cái nhược, liền tính ở nàng nguyên lai thế giới kia, thượng cổ thần thú đều là lệnh tu sĩ cùng các cao thủ sợ hãi tồn tại, nếu có cái gì thượng cổ thần thú cộng dây thần kinh nào không đáp đối ra tới làm ác, đều đến vài cái môn phái người cùng nhau liên hợp đối phó, lại còn có không phải tiêu diệt, mà là đem chúng nó một lần nữa phong ấn lên, làm chúng nó tiếp tục ngủ say. Hiện tại vạn năng thần người cũng dám trực tiếp sống lại một cái thượng cổ thần thú, không nói đến thượng cổ thần thú có thể hay không nhận chủ, nếu là bọn họ khống chế không được thượng cổ thần thú, làm nó bạo tẩu, khi đối hiện tại thế giới này tới nói, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa tai nạn, lấy Tô Thanh Thanh hiện tại loại này liền đời trước một nửa thực lực cũng chưa khôi phục thân thể, căn bản không phải là nó đối thủ. Tô Thanh Thanh nghe được hiện tại, giống như đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, nó thấp giọng hỏi trước ngực Ngọc Như Ý nói, tổ sư gia, ngươi để cho ta tới đến thế giới này, hơn nữa nói đạt tới cái kia con số thiên văn công đức giá trị là có thể phi thăng, có phải hay không chính là làm ta ngăn cản cái này thần thú sống lại, chương 184 công phá tầng thứ nhất địa ngục, U0006 chỉ cần ngăn trở cái này thần thú sống lại, vậy tương đương với là ngăn trở sinh linh đồ tháng thảm kịch, này công đức giá trị tuyệt đối chuẩn CMR nhiều. Ngọc Như Ý hơi nóng lên một chút, xem như đáp lại nàng lời nói, đồng thời biểu đạt tổ sư gia kích động tâm tình, ta thân đệ tử, ngươi rốt cuộc minh bạch gia ý tứ của ta. Tô Thanh Thanh liễm mi trầm tư lên, kia xem ra lần này hành động chỉ có thể thành công không được thất bại, không chỉ có muốn cứu ra này đó bị nhốt người, lại còn có muốn trực tiếp tiêu diệt cái này vạn năng chân thần, bằng không loại người này tà tâm bất tử, về sau khẳng định đến lửa rừng thổi bất tận, xuân phong thổi lại sinh. Cần thiết một bước giải quyết đúng chỗ. Tề Đằng lại thập phần kỹ càng tỉ mỉ mà đem toàn bộ địa phủ sự tình đều nói một lần. Cơ linh Lý Miểu Miểu lập tức từ chính mình ba lô bên trong lấy ra giấy bút, căn cứ Tề Đằng miêu tả, đem toàn bộ địa phủ bản đồ địa hình đều vẽ ra tới. Cái này vạn năng chân thần còn rất chú trọng, cái này địa phủ thế nhưng là mô phỏng chân chính địa phủ kiến tạo, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn, ngay cả 18 tầng địa ngục đều có, hơn nữa vẫn là giống nhau như đúc. Chẳng qua là thu nhỏ lại bản mà thôi. Tề Đằng nói đến 18 tầng địa ngục thời điểm giống như nghĩ tới cái gì không thế nào tốt hồi ức, bọn họ sẽ đem sở hữu không nghe lời người đều quang đến trong địa ngục mặt đi, tiếp thu đủ loại bất đồng khổ hình, thẳng đến bọn họ nghe lời mới thôi, không phải rút ra sinh cơ sao, người liền sẽ biến thành cái xác không hồn sao. Vì cái gì còn sẽ có không nghe lời người? Giang Mộc Thanh tò mò hỏi, bởi vì có chút người có chấp niệm quá lớn người, liền tính bị rút ra sinh cơ, cũng sẽ có ý nghĩ của chính mình, đối phó loại người này, bọn họ liền sẽ đem bọn họ ném đến trong địa ngục chịu hình, ta biết được như vậy rõ ràng, chính là bởi vì ta cũng từng bị đưa đi xuống quá, ở cái kia, cụ thể là loại nào hình pháp, hắn không có nói, phỏng chừng là thập phần thống khổ hồi ức, thống khổ đến hắn không muốn nhớ tới. Tô Thanh Thanh không có nói với hắn cái gì dư thừa nói, chỉ là nhìn hắn đôi mắt nói, ta đã biết, phi thường cảm tạ ngươi cung cấp tin tức, chờ ta giải quyết nơi này sự tình sau, ta nhất định sẽ mang ngươi gặp ngươi phụ thân, còn có ta tỷ tỷ. Chúng ta ở bên nhau xuống địa ngục thời điểm bị mạnh mẽ tách ra, ta hiện tại đều còn không biết nàng ở đâu. Tề Đằng vội vàng nói, hảo, ta đã biết, chúng ta cũng sẽ nỗ lực tìm tỷ tỷ ngươi. Tô Thanh Thanh lại lần nữa gật đầu. Lúc này Lý Miểu Miểu trong tay bản đồ cũng họa đến không sai biệt lắm, Tề Đằng biết đến có thể nói không thể nói đều nói, Tô Thanh Thanh bọn họ cũng nên áp dụng hành động. Chỉ thấy Tô Thanh Thanh nhẹ nhàng giơ tay, vừa mới còn vô cùng kiên cố cửa sắt theo tiếng mà toái, bọn họ từ bên trong ra tới. Đáng tiếc Tề Đằng từ trong địa ngục chịu đựng tới sau, cho dù dựa vào không tồi nhãn lực thấy lên làm một cái trông coi tiểu quan, nhưng hắn vẫn là không biết cao tầng những cái đó sự tình cùng cụ thể an bài. Tô Thanh Thanh cẩn thận mà nhìn Lý Miểu Miểu họa ra tới bản đồ, càng xem càng cảm thấy cái này cấu tạo quen mắt, hình như là một cái gì trận pháp, chẳng qua cái này vạn năng thần giống như chỉ học tới rồi da lông, cho nên tàn khuyết đến lợi hại, dẫn tới nàng ánh mắt đầu tiên thế nhưng không có nhận ra tới. Tô Thanh Thanh nhìn kỹ một lúc sau nói, nó nơi này 18 tầng địa ngục không phải bạch thiết kế, mỗi cái đều có huyền quang, chúng ta một tầng tầng mà lục soát đi xuống, đem mỗi tầng địa ngục huyền quang toàn bộ đều phá hủy, kia cái này giới tử không gian cũng sẽ sập. Mấy thứ này ở giới tử trong không gian mặt tác oai tác phúc, là bởi vì giới tử trong không gian mặt là bọn họ chính mình chế định quy tắc, bọn họ không có bị áp chế, nhưng tới rồi bên ngoài sau, bên ngoài có thiên nhiên thiên đạo áp chế, thực lực của bọn họ sẽ đại đại yếu bớt, đến lúc đó đừng nói là sống lại thần thú, bọn họ vạn năng thần ta cũng có thể cùng hắn hảo hảo gặp một lần, xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Tô Thanh Thanh nói xong lời cuối cùng thời điểm, đôi mắt đều nhịn không được mị mị, liền trước mắt tình huống tới xem, cái này vạn năng thần giả tâm rất lớn, phi thường đại, lớn đến tưởng lấy chính hắn vi tôn, sáng tạo ra một cái hoàn toàn bất đồng tân trật tự thế giới, từ hắn ở chính mình giới tử không gian trung lộng thoạt nhìn phồn vinh chợ liền có thể thấy được một chút, chỉ tiếc hắn tân thế giới giống như có điểm thái quá, một chút đều không có nhân tính, người ở bọn họ trong mắt cái gì đều không phải, chỉ là một cái công cụ. Tô Thanh Thanh an bài đại gia không có bất luận cái gì ý kiến, kêu Tề Đằng tận lực tìm một cái an toàn địa phương trốn đi, cáo biệt sau, liền mã bất đình đề hướng 18 tầng địa ngục tầng thứ nhất đuổi. 18 tầng địa ngục nhập khẩu có đồng dạng ăn mặc áo đen, nhân viên công tác, gác, bọn họ bất đồng với bình thường quỷ, trên người có rất cường liệt sát khí, hơn nữa liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đạo hạnh không cạn, nhưng cẩn thận xem nói, lại sẽ phát hiện bọn họ tư chất đều chẳng ra gì, hình như là bị mạnh mẽ bồi dưỡng thành như vậy, hẳn là dùng không ít sinh cơ đào tạo, dùng sinh cơ đào tạo đều là tà thuật, có một cái tính một cái, đã chết hôi phi yên diệt đều không oan. Tô Thanh Thanh đối mặt sau Thanh Sơn phái người vẫy vẫy tay nói, nhìn đến phía trước những cái đó thủ vệ đi, bọn họ bình quân đạo hạnh ở 50 năm tả hữu, dẫn đầu cái kia 100 năm, nhưng các ngươi Thanh Sơn giáo kiếm thuật là trời sinh áp chế tà ám, các ngươi ba vị đều là Thanh Sơn giáo ưu tú nhất đại đệ tử, này 7-8-90 cái quỷ, hẳn là không phải các ngươi đối thủ đi. Nàng những lời này xem như nửa cái phép khích tướng, nàng cao mũ đều cho người ta khấu thượng, chẳng lẽ bọn họ còn có thể nói không được sao? Hơn nữa Thanh Sơn giáo chỉ là ở pháp thuật mặt trên cũng không am hiểu, ở vũ lực giá trị phương diện, kia thỏa thỏa là trước mắt huyền học trong môn phái mặt đại ca. Thanh Sơn giáo mấy cái đệ tử nhìn nhau liếc mắt một cái, không nói hai lời, cùng nhau giết qua đi. Này mấy cái đạo hạnh dùng sinh cơ xây lên, lại không có trải qua thực chiến quỷ, hoàn toàn không phải bọn họ đối thủ. Thanh Sơn giáo người đối phó bọn họ là có chút cố hết sức, nhưng vẫn là ở mấy cái hiệp lúc sau đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Bọn họ ở dừng lại thời điểm còn có điểm thở hồng hộc, cầm kiếm tay hơi hơi có chút run rẩy. Tô Thanh Thanh ánh mắt lộ ra vui mừng thần sắc, xem bọn họ phía sau còn rất chính thống rất hoàn chỉnh, chỉ có một chút điểm tiểu tì vết, xem ra thế giới này huyền môn cũng không có hoàn toàn thất truyền. Hiện tại nhược chẳng qua là bởi vì linh khí vừa mới bắt đầu sống lại, huyền môn chính thống lại lần nữa biến cường, chẳng qua là vấn đề thời gian, mà bọn họ hiện tại phải làm, chính là cấp huyền môn tranh thủ thời gian này. Tô Thanh Thanh vừa lòng gật gật đầu, từ nàng cái kia cùng nửa cái người giống nhau cao bao bao đào đào, móc ra một phen linh khí phù, nàng đem này đó phù đưa cho Thanh Sơn giáo đại đệ tử, thực không tồi, các ngươi thực lực vẫn là có thể, vừa thấy chính là đồng tử công luyện đi lên, thực vững chắc, không có lười biếng, khái điểm linh khí phù, bổ sung một chút linh khí đi, nơi này là bọn họ giới tử không gian, bên trong linh khí hoàn toàn đoạn tuyệt, các ngươi rất khó tự nhiên bổ sung linh khí phù. Thanh Sơn giáo đại đệ tử tiếp nhận linh khí phù, bọn họ hai mặt nhìn nhau, đều là huyền môn, bùa chú bọn họ chính mình liền tính không họa, cũng tiếp xúc quá không ít, nhưng thật ra lần đầu tiên nghe được có thể khôi phục linh khí phù. Bọn họ dựa theo Tô Thanh Thanh chỉ thị, đem linh khí rót vào linh khí bóp nát, nháy mắt một cổ vô cùng thuần tịnh linh khí liền từ lá bùa bên trong tràn ra tới, cùng suối nước nóng giống nhau bao vây lấy bọn họ toàn thân, này đó thuần tịnh linh khí liền cùng không cần tiền giống nhau hướng bọn họ ở trong thân thể toản, vừa mới còn sử dụng đến có chút thiếu thốn linh khí, ở trong khoảng thời gian ngắn thực mau liền bổ đầy, bọn họ đều chấn kinh rồi, một trương linh khí phù liền có thể bổ mãn một lần linh khí còn có thừa, đây là cái gì thứ tốt, nháy mắt bọn họ cầm trong tay lá bùa liền không bỏ được dùng, đây chính là bảo bối a, chiến đấu giằng co thời điểm mấu chốt có thể cứu mạng thứ tốt. Chương 185 tiến bộ thần tốc, liền bên cạnh Giang Mộc Thanh đều mở to hai mắt nhìn, hắn quấn lấy Tô Thanh Thanh, đại sư, Tô đại sư, Thanh Thanh tỷ tỷ, hảo tỷ tỷ, ngươi liền cho ta một trương linh khí phù nghiên cứu một chút, ngươi liền cho ta một trương nghiên cứu một chút sao, kia làm nũng ngữ khí, làm ở đây đồng dạng thân là nam nhân Cố Tuyển cùng Bạch Thanh Huyền đều nhịn không được nổi lên một thân nổi da gà. Bạch Thanh Huyền bội phục mà nhìn Giang Mộc Thanh, liền hắn đều không có như vậy cùng chủ nhân làm nũng qua, lần sau hắn cần thiết thử xem. Lý Miểu Miểu giống như liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì, lập tức ngăn lại hắn cái này nguy hiểm ý tưởng, ngươi nhưng đừng học hắn a, như vậy quá ghê tởm, ngươi nếu là nói như vậy, ta đã có thể thật sự suy xét đổi sủng vật dưỡng. Bạch Thanh Huyền vội vàng tỏ thái độ, ta sẽ không, ta tuyệt đối sẽ không như vậy. Giang Mộc Thanh thật sự quá ghê tởm, Giang Mộc Thanh, hảo hảo hảo, một lời không hợp liền hướng ngươi huynh đệ trên người trát dao nhỏ đúng không? Cố Tuyển xem Giang Mộc Thanh trong mắt ghét bỏ càng là giống như thực chất, khinh thường, thế nhưng lấy như vậy phương thức hấp dẫn Tô Thanh Thanh chú ý, quá không biết xấu hổ. Tô Thanh Thanh cũng là bị Giang Mộc Thanh làm nũng làm đến cả người khởi nổi da gà, nàng vội vàng kêu đình, đình đình đình, ta cho ngươi một trương, ta cho ngươi một trương, ngươi bình thường điểm. Giang Mộc Thanh được như ý nguyện mà bắt được một trương linh khí phù, hắn cùng cảm khái giống nhau nói, Tô đại sư, ngươi còn sẽ họa nhiều ít ta không biết phù, này ngữ khí liền cùng nói, nữ nhân ngươi còn có bao nhiêu kinh hỉ là trẫm không biết, giống nhau. Tô Thanh Thanh nhưng không quen hắn, giơ tay liền cho hắn cái ót một chút, ngươi lại không cùng ta hảo hảo nói chuyện, ta liền đem ngươi một người ném ở cái này trong địa ngục. Giang Mộc Thanh thực thức thời, một giây biến trở về người bình thường. Tô Thanh Thanh vỗ vỗ bờ vai của hắn, chờ đã đến giờ tỷ tự nhiên sẽ dạy ngươi, không phải ta không giáo ngươi, là rất nhiều phù hiện tại người ngươi còn nắm chắc không được. Những lời này mặt bên ý tứ chính là nói, ngươi hiện tại còn quá cùi bắp, ta dạy ngươi cũng học không được. Tô Thanh Thanh lại hỏi Thanh Sơn phái người, các ngươi hiện tại cảm giác khá hơn chút nào không? Hoãn lại đây sao? Còn kháng được nói ta chỉ điểm các ngươi mấy chiêu, các ngươi vừa mới chiêu thức có mấy chiêu có thể cải tiến một chút, có thể tiêu hao linh khí càng thiếu, uy lực càng lớn. Thanh Sơn phái ba người tổ hiện tại xem Tô Thanh Thanh ánh mắt đã so xem nhà bọn họ môn phái trưởng môn còn sùng bái, bọn họ điên cuồng mà liên tục gật đầu, muốn, chúng ta hiện tại thực hảo, chúng ta hiện tại đều kháng được, này cơ hội khả ngộ bất khả cầu, như thế nào có thể bỏ lỡ đâu, khó trách trong môn phái sư thúc sẽ nói bọn họ tới Bạch Vân huyện sẽ gặp được đại cơ duyên, ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng là Bạch Vân huyện bên trong bảo tàng sẽ là bọn họ cơ duyên, hiện tại xem ra, gặp được Tô Thanh Thanh mới là bọn họ cơ duyên. Tô Thanh Thanh tiếp nhận trong tay bọn họ kiếm, lập tức liền vũ một đoạn, nhìn kỹ nói có thể nhìn xem đến ra tới, chính là Thanh Sơn phái bọn họ vừa mới sử quá kiếm pháp, thoạt nhìn giống nhau, chính là lại có bất đồng, vài cái động tác đều thoạt nhìn càng thêm xảo diệu, càng thêm linh hoạt rồi, liền xinh đẹp đều thoạt nhìn càng xinh đẹp, người ngoài nghề xem tư thế, trong nghề xem môn đạo. Thanh Sơn phái ba cái đệ tử toàn bộ đều là Thanh Sơn phái tư chất tốt nhất ba cái đệ tử, bọn họ thực mau liền nhìn ra bất đồng, càng xem đôi mắt càng lượng. Ở Tô Thanh Thanh một lần luyện xong sau, bọn họ lập tức cầm lấy kiếm học Tô Thanh Thanh vừa mới bộ dáng luyện lên, trung gian có mấy cái cải biến địa phương gập ghềnh, Tô Thanh Thanh kịp thời chỉ điểm một chút, tất cả đều là ngộ tính cao người thông minh, đệ nhất biến bị chỉ đạo khi còn có chút gập ghềnh, lần thứ hai trên cơ bản liền có thể thuận xuống dưới. Lần thứ ba đã vận dụng tự nhiên, uy vũ sinh phong, đích xác cải tiến sau kiếm pháp nói không nên lời dùng tốt, có loại càng thêm tâm ý tương thông cảm giác, bọn họ không ngừng cùng Tô Thanh Thanh nói lời cảm tạ, còn mời nàng đi Thanh Sơn giáo, như vậy giống như hận không thể đem nàng thỉnh về đi đương tiểu tổ tông cung lên. Cố Tuyển chuông cảnh báo sao vang, hắn lập tức ra mặt hỗ trợ Uyển Cự, các ngươi khả năng còn không biết, chúng ta Tô đại sư ngày thường rất bận, không chỉ có ở giới giải trí đương nữ minh tinh hành thiện tích đức, lại còn có muốn sửa trị hào môn, giống nhau là không có gì đã đến giờ chỗ chơi. Tô Thanh Thanh quay đầu nhìn về phía Cố Tuyển, nàng như thế nào không biết, nàng ở giới giải trí đương nữ minh tinh là tích đức làm việc thiện, bất quá Thanh Sơn giáo nàng xác không thế nào muốn đi, cho nên Cố Tuyển giúp nàng đẩy vậy đẩy đi. Bọn họ bắt lấy 18 tầng địa ngục tầng thứ nhất cũng qua thật dài một đoạn thời gian, bọn họ mãi cho đến đang chờ những người đó xông tới, áp dụng động tĩnh gì cái gì. Kết quả đợi thật dài một đoạn thời gian, bọn họ bên này đều bắt đầu truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, chỉ điểm đều chỉ điểm xong rồi, vẫn là không có người lại đây, là còn không biết bên này phát sinh tình huống, vẫn là có khác ẩn tình. Nghẹn cái gì đại chiêu đâu, Tô Thanh Thanh cuối cùng vẫn là quyết định trực tiếp mãn. Nàng không hiểu biết tình huống nơi này, nhưng thực lực chính là ngạnh đạo lý. Dựa theo Tề Đằng cách nói, hiện tại vạn năng thần còn ở ngủ say, là toàn bộ vạn năng thần giáo nhất bạc nhược thời điểm. Hiện tại bọn họ tầng thứ nhất địa ngục đều bị phá được, lại đến bây giờ còn không có hành động, nói không chừng là ở nghẹn cái gì ý nghĩ xấu đâu. Tục ngữ nói, sấn người bệnh, muốn mạng người. Nếu biết bọn họ ở nghẹn ý nghĩ xấu, lại biết hiện tại là bọn họ nhất suy yếu thời điểm, khi hiện tại không áp dụng hành động, trực tiếp bưng bọn họ, còn phải chờ tới khi nào, cho nên, liền sấn hiện tại, một đường mảnh đánh hạ đi. Tô Thanh Thanh trực tiếp tìm được rồi tầng thứ nhất địa ngục mắt trận, đem mắt trận cấp phá hư sau, tầng thứ nhất địa ngục ầm ầm sập, nàng đi phá hư mắt trận đồng thời, những người khác đi khác vị trí đem những cái đó bị nhốt trụ quỷ hồn cấp phóng ra, quỷ cũng có xu lợi tị hại bản năng, bọn họ sẽ chính mình đến an toàn địa phương, giải quyết xong tầng thứ nhất sau, đi tầng thứ hai. Tầng thứ hai cùng mặt sau mấy tầng đều là không sai biệt lắm tình huống, Giang Mộc Thanh cùng Triệu Lệ Nhã bọn họ mỗi người tự hiện thần thông, Tô Thanh Thanh cố ý làm cho bọn họ đi rèn luyện, nàng liền ở phía sau cho bọn hắn lật tẩy, liền thật giống đánh quái thăng cấp giống nhau, mỗi người năng lực ở chỗ này đều được đến thật lớn tăng lên, có Tô Thanh Thanh ở kia kêu một chuyện nửa công lần, này đó ở bên ngoài lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật vạn năng thần giáo, ở Tô Thanh Thanh chỉ đạo hạ, đánh bọn họ liền cùng thiết đậu hũ giống nhau đơn giản. Tô Thanh Thanh tổng có thể liếc mắt một cái thấy bọn họ nhược điểm, sau đó tinh chuẩn chỉ điểm. Ở nàng thế giới kia, này đó đều là nhất cơ sở tiểu đánh tiểu nháo, thuộc về là cho chính thống môn phái đệ tử luyện tập đều ngại cấp bậc quá thấp địa phương. Nàng đến nơi đây tới chỉ điểm tân nhân, thật là thuộc về hàng duy đã kích. Cứ như vậy một đường quá quan trảm tướng tới rồi 18 tầng, tiền 17 tầng này nhóm người sát đỏ mắt, ở linh khí phù thêm vào hạ càng đánh càng hăng, càng đánh càng hưng phấn, tới rồi thứ 18 tầng thời điểm căn bản sát không được xe, bọn họ ngao 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 mà kêu, liền đem thứ 18 tầng nhiều gần gấp đôi thủ vệ cấp diệt, đem thủ vệ tất cả đều thu thập xong rồi sau, bọn họ ở một cái không chớp mắt góc che giấu trong một góc phát hiện bị nhốt ở bên trong huyền môn các phái nhân sĩ, chương 186 đều phải bái sư, cái này che giấu góc, bên ngoài xem không đi vào, nhưng là bên trong có thể nhìn đến bên ngoài. Vừa mới bị nhốt ở bên trong huyền môn các phái nhân sĩ, liền ở bên trong nhìn đến bên ngoài này nhóm người cùng chiến thần bám vào người giống nhau, ở trong khoảng thời gian ngắn, đem sở hữu thủ vệ đều tiêu diệt sạch sẽ, đặc biệt là Thanh Sơn phái kia ba cái, nhất kiếm một cái thủ vệ, liền cùng thiết cải thì giống nhau, cảm giác này đàn thủ vệ còn chưa đủ bọn họ đánh, huyền môn các phái nhân sĩ thẳng đến bị cứu ra, trên mặt vẫn là vẻ mặt ngốc vòng biểu tình, vẫn là Thiên Huyền phái người trước nhịn không được. Thiên Huyền phái đại đệ tử dẫn đầu hỏi, Thanh Sơn phái, các ngươi sao lại thế này? Gần nhất là đến cái gì bí pháp sao? Như thế nào đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Rõ ràng năm trước luận bàn, chúng ta còn lực lượng ngang nhau, hiện tại đã trực tiếp kéo ra không ngừng một cấp bậc chênh lệch, bọn họ bị vạn năng thần giáo người nhốt ở nơi này ra không được, chỉ có thể bó tay không biện pháp, nhưng là nhân gia Thanh Sơn phái người ở bên ngoài cạc cạc giết lung tung, rõ ràng phía trước đều còn kém không nhiều lắm nha. Loại này chênh lệch làm nhân tâm thật không dễ chịu, như thế nào êm đẹp sẽ đột nhiên trở nên lợi hại như vậy đâu. Muốn nói không có kỳ ngộ bọn họ đều không tin, Thanh Sơn phái người cũng không tàn tư, huyền môn bên trong là có cạnh tranh không tồi, nhưng là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, muốn toàn bộ huyền môn đều tích cực hướng về phía trước phát triển lên mới là chuyện tốt. Thanh Sơn giáo đại đệ tử nói, chúng ta đều là bị Tô đại sư chỉ điểm, nàng giúp chúng ta cải tiến kiếm pháp, cho nên chúng ta mới biến cường. Huyền môn người lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh không hiện sơn không lộ thủy Tô Thanh Thanh, nàng từ vừa mới bắt đầu liền vẫn luôn đứng ở đám người sườn phía sau, cũng không nói lời nào, hơn nữa nàng tuổi còn nhỏ, người bình thường thật đúng là không có biện pháp đem nàng cùng cao nhân liên hệ ở bên nhau. Đối với điểm này Tô Thanh Thanh sớm đã thành thói quen, có câu nói gọi là không thể trong mặt mà bắt hình dong, nàng liền trương như vậy một trương bình hoa mặt, nàng cũng không có cách nào a. Huyền môn người chỉ mộng bức một hồi, lập tức liền hồi quá vị tới. Thanh Sơn phái người không cần phải tại đây loại sự tình mặt trên nói dối, hơn nữa bọn họ xem Tô Thanh Thanh ánh mắt là không lừa được người, cái loại này sùng kính, cái loại này tôn sùng ánh mắt, liền bọn họ xem nhà mình trưởng môn đều không có quá. Ở huyền môn người, có cái nào là không khát vọng biến cường. Huyền Thiên sách giáo khoa tới là vẫn luôn cùng Thanh Sơn giáo sánh vai song hành, hiện tại lập tức bị Thanh Sơn giáo ném ra như vậy xa, bọn họ sao có thể liền như vậy cam tâm đâu. Bọn họ là cái thứ nhất không ngại học hỏi kẻ dưới. Huyền Thiên giáo đại sư huynh cọ tới cọ lui, nhưng bước đi kiên định liếm cái mặt liền tới đây. Hắn xoa xoa tay nói, Tô đại sư, ngài hảo, vãn bối trước cho ngài vấn an. Vãn bối nhóm là Huyền Thiên giáo, chúng ta Huyền Thiên giáo cũng có một bộ kiếm pháp, ngài xem ngài có thể hay không hỗ trợ chỉ điểm một chút. Tô Thanh Thanh nhìn hắn một cái, kỳ quái hỏi, ngươi xác định muốn ta chỉ điểm kiếm pháp sao? Ta xem ngươi nhất am hiểu không phải vẽ bùa sao? Huyền Thiên giáo đại đệ tử sửng sốt, cơ hồ là theo bản năng nói, ngươi như thế nào biết? Quả nhiên là cao nhân. Tô Thanh Thanh vô ngữ nhìn mắt hắn cùng Huyền Thiên giáo những đệ tử khác bên hông đừng bút lông cùng một chồng tùy thời có thể rút ra lá bùa, bất đắc dĩ chỉ nói, từ nơi này nhìn ra tới, Huyền Thiên giáo đại đệ tử cùng mặt khác mọi người, thảo, qua loa, như vậy có vẻ bọn họ đặc biệt ngốc. Cũng may Tô Thanh Thanh cũng không có so đo, nàng duỗi tay, đem các ngươi lá bùa lấy ra tới cho ta xem một chút, các ngươi họa đến không sai biệt lắm là cái gì trình độ lại nói. Huyền Thiên giáo các đồ đệ lập tức đem bọn họ họa đến tốt nhất, sở trường nhất lá bùa lấy ra tới cấp Tô Thanh Thanh xem. Tô Thanh Thanh xem đến là thẳng nhíu mày, nàng xem như biết vì cái gì bên ngoài lá bùa đều như vậy vô dụng, liền họa thành cái dạng này, thật là rất khó hữu dụng a. Nhìn dáng vẻ ở bùa chú phương diện này, bùa chú so kiếm pháp thất truyền lợi hại nhiều. Nàng yên lặng mà từ ba lô bên trong đào, móc ra một ít nàng họa thấp kém nhất cấp công kích phù cho bọn hắn, hỏi, các ngươi xem này trương thiên hỏa phù, cùng các ngươi họa có cái gì khác nhau? Hai loại lá bùa chợt liếc mắt một cái thoạt nhìn giống nhau, nhưng nhìn kỹ vài chỗ chi tiết đi hướng đều hoàn toàn bất đồng, đôi khi chính là một ít rất nhỏ bất đồng, bùa chú uy lực liền sẽ đại suy giảm. Tô Thanh Thanh tiếp nhận Giang Mộc Thanh tùy thân mang theo bút lông cùng lá bùa, dùng chậm nhất tốc độ rồng bay phượng múa mà vẽ một trương thiên hỏa phù, lại hỏi, nhìn ra khác nhau sao? Các ngươi cái này bùa chú chẳng những tiêu hao linh lực đại, hơn nữa khóa không nhẫn nhịn, cho nên hoa thật nhiều thời gian tinh lực, cuối cùng bùa chú uy lực cũng không lớn. Huyền Thiên giáo tới Bạch Vân huyện đồng dạng đều là bọn họ đứng đầu một đám đệ tử, hơn nữa Bạch Vân huyện là chuyên môn thu vẽ bùa phương diện thiên phú cường đệ tử, một đám đều là ngộ tính phi thường cường cái loại này. Bọn họ ở Tô Thanh Thanh họa xong lúc sau, nháy mắt đôi mắt thẳng, cùng phía trước Thanh Sơn giáo giống nhau, có loại bế tắc giải khai cảm giác. Huyền Thiên giáo đi theo nhỏ nhất tam sư đệ nói, a, đầu óc hảo ngứa a, cảm giác có thứ gì muốn từ trong đầu mọc ra tới. Thanh Sơn phái không tốt lời nói ba người tổ, hảo gia hỏa, bọn họ vừa mới như thế nào không nghĩ tới cái này hình dung từ. Tô Thanh Thanh không đợi bọn họ phản ứng, lại đem mặt khác mưa gió lôi điện công kích phù toàn bộ đều dùng chậm nhất dạy học thủ pháp vẽ một lần. Hảo, hôm nay thời gian khẩn cấp, không có bao nhiêu thời gian, các ngươi trước đêm này 5 loại công kích phù nắm giữ thấu đi, nói không chừng trễ chút còn sẽ dùng tới đâu. Nàng nói vừa xong, trong óc giống như trường đầu óc vài người, ngay lập tức cởi bỏ bên hông bút lông cùng lá bùa, chấm chu sa vẽ lên, cũng là cùng Thanh Sơn phái người giống nhau, đệ nhất biến còn có chút mới lạ, mặt sau mấy lần liền càng ngày càng thuần thục, đến cuối cùng thông hiểu đạo lý, tổng cộng không vượt qua 5 biến. Bọn họ họa ra công kích phù uy lực đều so với phía trước trên diện rộng tăng lên, kém cỏi nhất thiên hỏa phù đều có thể lấy ra một cái tiểu hỏa long. Bọn họ chính mình đều sợ ngây người, rõ ràng hoa linh khí như vậy thiếu, nhưng uy lực thế nhưng như vậy đại, giống như này đó phù từ lúc bắt đầu chính là hẳn là như vậy họa giống nhau. Tô Thanh Thanh không nhịn xuống hỏi, các ngươi môn phái khai sơn thủy tổ là ai, các ngươi bùa chú truyền thừa là như thế nào tới, như thế nào cảm giác các ngươi thất truyền nhiều như vậy? Huyền Thiên giáo đại đệ tử gãi đầu nói, ta kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng, chúng ta ngày thường cũng chỉ bái tổ sư gia, chỉ nghe nói chúng ta môn phái truyền thừa là 100-200 năm một cái tán tu, ở ngoài ý muốn được đến một cái động phủ cơ duyên sau, dựa vào hắn họa những cái đó bùa chú mới truyền thừa xuống dưới. Tô Thanh Thanh nghe đến đó đại khái đã hiểu, bùa chú loại đồ vật này một không cẩn thận liền sẽ bị đánh thành tà giáo, lại chịu không nổi mấy vòng tiêu hủy, dựa loại này cùng loại với khẩu nhĩ tương truyền phương thức, truyền đến lâu rồi, cũng liền oai, có thể, chương 187 ta biết nơi nào đi xuống, Huyền Thiên giáo người khai cái này khẩu tử lúc sau, những người khác đều kìm nén không được, mặt khác môn phái người cũng đều sôi nổi da mặt dày mở miệng thỉnh giáo, muốn cho Tô Thanh Thanh đề điểm bọn họ vài câu, làm cho bọn họ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng biến cường, bọn họ phân biệt là bất đồng môn phái, am hiểu đồ vật cũng hoàn toàn không giống nhau, thậm chí còn có dưỡng cổ. Tô Thanh Thanh trừ bỏ đối dưỡng cổ sự tình không phải thực tinh thông ngoại, mặt khác mặc kệ là bạc tính vẫn là bấm tay niệm thần chú, nàng đều có thể nói được đạo lý rõ ràng, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bọn họ truyền thừa kém ở địa phương nào, trải qua nàng chỉ điểm tăng lên đều thực mau, mà nàng chỉ phụ trách chỉ điểm, dư lại lĩnh ngộ còn có luyện tập, đều là bọn họ sự, làm xong này một loạt sự tình, thời gian lại đã qua đi 2 cái giờ, 18 tầng địa ngục đều bị bọn họ càn quét không, vạn năng thần giáo người còn một chút động tĩnh đều không có, này rõ ràng phi thường không thích hợp, đại gia tụ tập ở bên nhau thảo luận một chút chuyện này, Cố Tuyển vuốt cầm nói, kia hiện tại chỉ có một loại khả năng, cái này 18 tầng địa ngục chỉ là bọn hắn bình thường nhất địa phương, đối với bọn họ tới nói căn bản không có cái gì quan trọng, bọn họ bày biện ở chỗ này thị vệ đều là pháo hôi, cho nên bọn họ không sao cả pháo hôi chết sống, chẳng sợ toàn bộ chết sạch cũng không cái gọi là, bọn họ trọng điểm ở địa phương khác, nơi này là mê hoặc chúng ta, Tô Thanh Thanh cười lạnh, đánh không lại chúng ta liền làm này đó vô dụng, còn dương đông kích tây, ta làm cho bọn họ dương đông kích tây, nàng nói xong liền tính toán lấy ra bát quái quải bàn, hảo hảo tính tính nơi này rốt cuộc còn có cái gì huyền cơ. Đúng lúc này 18 tầng địa ngục bị nhốt cuối cùng một nhóm người rốt cuộc cũng chạy mau tán xong rồi, trong đó có cái 2 mắt vô thần nữ sinh ở theo đại lưu trải qua bọn họ thời điểm, bỗng nhiên bị Triệu Lệ Nhã nhận ra tới, Triệu Lệ Nhã nhìn chằm chằm cái này nữ sinh nhìn một hồi lâu, bỗng nhiên kéo Tô Thanh Thanh tay áo nói, ngươi mau xem, cái này nữ sinh giống không giống Tề Trung nữ nhi, Tô Thanh Thanh theo tay nàng xem qua đi, thấy được cái kia nữ sinh, đừng nói, vốn dĩ không nói còn không đục lỗ. Nàng như vậy vừa nói, thật đúng là càng xem càng cảm thấy giống, Tô Thanh Thanh lập tức ngăn cản cái kia nữ sinh, nàng nghiệm chứng cũng thập phần đơn giản thô bạo, nàng đem điện thoại từ trong túi đem ra, đem kia trương ảnh gia đình dỗi tới rồi nữ sinh trên mặt hỏi, ngươi Tề Ngọc sao, ngươi ba ba có phải hay không Tề Trung, ca ca ngươi có phải hay không Tề Đằng, vừa mới còn vẻ mặt chết lặng hướng ra phía ngoài mặt phiêu nữ sinh bước chân dừng lại, nàng kia nguyên bản chết lặng trên mặt, hiện ra không nhất định thần sắc. Nàng trong mắt xoay chuyển, định ở ảnh gia đình thượng liền không hiểu, tựa như một đài cũ xưa máy móc, ngừng đã lâu không có vận chuyển, đột nhiên thu được một cái trung tâm mệnh lệnh, lập tức không có phản ứng lại đây, Tô Thanh Thanh chỉ có thể lại hỏi một lần, lúc này nữ hài rốt cuộc phản ứng lại đây một ít, trên mặt toát ra người hẳn là có hứng thú, nàng đỏ hốc mắt, đôi tay gắt gao mà nắm Tô Thanh Thanh di động không bỏ, nàng nước mắt một bên lưu, một bên hỏi, ngươi là ai? Ngươi là như thế nào có này bức ảnh, nàng kích động đến thanh âm đều có chút hơi run rẩy. Hảo, có thể xác định, người này chính là Tề Ngọc, trong đó nữ nhi, Tô Thanh Thanh liền đem bọn họ là huyền môn người, ở tới Bạch Vân huyện phía trước gặp Tề Trung sự tình 1 năm 1 mười toàn nói một lần, ngươi ba ba vẫn luôn không có từ bỏ quá các ngươi, hắn vẫn luôn dựa vào chính mình không ngừng suy nghĩ biện pháp cứu các ngươi, ngươi ba ba còn nói, chẳng sợ các ngươi đều biến thành quỷ, hắn cũng muốn gặp các ngươi cuối cùng một mặt. Kiếp sau lại đưa người một nhà, Tô Thanh Thanh đem Tề Trung nguyên lời nói lặp lại một lần, lúc này Tề Ngọc đã khóc không thành tiếng, nàng bỗng nhiên nghĩ tới nàng đệ đệ hỏi, vậy các ngươi có gặp qua ta đệ đệ Tề Đằng sao, gặp qua. Tô Thanh Thanh gật đầu nói, hắn hiện tại ở đâu? Tình huống thế nào, có hay không bị rút đi sinh cơ, biến thành cùng những cái đó cái xác không hồn không sai biệt lắm người? Tề Ngọc sốt ruột hỏi. Nàng chính mắt gặp qua những cái đó bị hoàn toàn tước đoạt sinh cơ hồn phách, thật là đáng sợ, một đám đều cùng cái xác không hồn giống nhau, như vậy liền cùng chân chính tiêu vong không có gì khác nhau. Tô Thanh Thanh liền đem ở mặt trên gặp được Tề Đằng nói một lần, hắn thực thông minh, hiểu được ngụy trang, biết chính mình bảo hộ chính mình, hắn cũng không có quên ngươi cùng ngươi ba ba, vẫn luôn ở tìm ngươi, tưởng cùng ngươi cùng ba ba xin lỗi. Tề Ngọc đã đau khóc thành tiếng, loại này khóc càng như là một loại phát tiết. Đem nhiều năm như vậy dày vò toàn bộ đều khóc ra tới, Tô Thanh Thanh chờ nàng khóc xong lúc sau mới nói, ngươi hiện tại trước tìm cái an toàn địa phương trốn đi đi, chờ chúng ta giải quyết bên này sự tình, hoàn toàn giải quyết vạn năng thần giáo, ngươi trở ra tìm chúng ta mang các ngươi về nhà. Tề Ngọc nghe được bọn họ muốn giải quyết vạn năng thần giáo, nàng đôi mắt nháy mắt sáng, nàng ở chỗ này nhiều năm như vậy, mỗi ngày đều ở 18 tầng trong địa ngục mặt tuần hoàn, lặp đi lặp lại chịu đủ loại phi người hình pháp, vì chính là tra tấn rớt nàng cuối cùng một hơi, cướp lấy nàng sở hữu sinh cơ, làm nàng hoàn toàn biến thành một cái công cụ, chính là nàng vĩnh viễn quên không được nàng đem ba ba tiễn đi ngày đó, ở nàng trong ấn tượng chưa bao giờ sẽ khóc ba ba đỏ hốc mắt, không tha mà nhìn nàng, cái loại này biểu tình nàng đến bây giờ cũng quên không được, còn có nàng đệ đệ Tề Đằng, đến cuối cùng bọn họ hai cái bị trảo thời điểm, nàng cái kia không hiểu chuyện đệ đệ vẫn luôn gắt gao che chở nàng, khóc lóc cùng nàng nhận sai, nói hắn sai rồi, hy vọng về sau có cơ hội, bọn họ một nhà ba người còn có thể một lần nữa đoàn tụ, nàng chính là bằng vào cái này chấp niệm, cho nên mới chống được này cuối cùng một hơi, mỗi ngày liền tính bị tra tấn vô số lần, nàng trước sau không có thỏa hiệp, nàng cũng không biết chính mình còn muốn căng bao lâu, dù sao nàng trong lòng khẩu khí này chính là như thế nào đều không thể đi xuống, hiện tại nhìn đến Tô Thanh Thanh bọn họ, nàng cảm giác chính mình rốt cuộc nhìn đến hy vọng, nàng bỗng nhiên gắt gao nắm lấy Tô Thanh Thanh tay, đem nàng kéo đến bên cạnh, đè thấp thanh âm nói, các ngươi nếu tưởng hoàn toàn giải quyết vạn năng thần giáo, vậy không thể ở chỗ này, nơi này chỉ là bọn hắn biểu tượng thế giới, bọn họ thực tế căn cứ địa không ở bên này, có một cái thực ẩn nấp nhập khẩu, người thường vào không được, ta ở chỗ này nhiều năm như vậy, ở một lần ngẫu nhiên cơ hội hạ phát hiện quá, bọn họ rất nhiều cao tầng người, tới đó lúc sau liền trống rỗng biến mất không thấy, ta biết nơi đó ở nơi nào, nhưng là ta vào không được, ta không có quyền hạn, ta chỉ là có thể đem các ngươi mang đi vào. Tô Thanh Thanh vừa nghe, kia cảm tình hảo nha, đều đỡ phải nàng dùng bàn tìm địa phương, không nghĩ tới Tề Trung một nhi một nữ đều không đơn giản, tới rồi này, Tô Thanh Thanh đối Tề Ngọc nói, không có việc gì, ngươi chỉ cần mang chúng ta đến, chương 188 vậy cùng nhau hủy diệt đi, Tề Ngọc làm ở chỗ này bị đóng như vậy nhiều năm quỷ, cái này địa phương phát ra hơi thở đối với nàng tới nói cơ hồ là trí mạng, đối nơi này sợ hãi đã khắc vào nàng trong xương cốt, nhưng nàng vẫn là khống chế được chính mình, cố nén không khỏe cảm, đem Tô Thanh Thanh bọn họ đưa tới nơi này, nàng hiện tại sắc mặt mới thật là so quỷ đều phải tái nhợt, nàng tiếc nuối mà nói, ta chỉ có thể mang các ngươi đi đến nơi này, dư lại ta cũng không có cách nào, ta ở chỗ này nhiều năm như vậy, cũng chỉ có như vậy điểm dùng, nàng nói cuối cùng nửa câu lời nói thời điểm mang theo tự dễu, giống như ở ảo não chính mình vẫn là quá vô dụng, Tô Thanh Thanh xem nàng sắc mặt tái nhợt đến trong suốt, sợ nàng căng không đến đi ra ngoài liền hồn phi phách tán. Nàng hướng Giang Mộc Thanh muốn tới lá bùa cùng bút lông, tay nhỏ vung lên liền họa ra một trương an hồn phù đưa cho Tề Ngọc. Tiếp theo, ngươi đã rất nhiều lợi hại, đại bộ phận người đều không có ngươi loại này ý chí, cái này là an hồn phù, có thể bảo hộ ngươi hồn phách không tiêu tan, ngươi thu hảo, tìm cái an toàn địa phương trốn đi, dư lại giao cho chúng ta. Tô Thanh Thanh nói, rõ ràng nàng ngữ khí thực bình tĩnh, lại mạc danh mang theo lệnh người tin phục lực lượng. Tề Ngọc cảm giác nàng huyền nhiều năm như vậy tâm cứ như vậy rơi xuống đất, nàng gắt gao mà cầm an hồn phù, lúc này mới cảm giác cả người hoảng lại đây thật nhiều, nàng luôn mãi đối Tô Thanh Thanh biểu đạt cảm tạ sau mới rời đi, vừa mới ở dẫn bọn hắn đi tìm tới trên đường, tò mò huyền môn các phái nhân sĩ đã từ Tề Ngọc trên người hiểu biết trên người nàng phát sinh sự tình, huyền môn các phái chính thống tuy rằng xuống dốc, nhưng đại gia tu đều là chính đạo, vẫn là rất có tinh thần trọng nghĩa, bọn họ nghe đến mấy cái này sự tình, mỗi người đều thực lòng đầy căm phẫn, cảm giác trong lòng đều nghẹn một hơi, bọn họ hướng rời đi Tề Ngọc phất tay, hơn nữa đều vỗ ngực bảo đảm, yên tâm, dư lại liền giao cho chúng ta, Tề Ngọc rời đi sau, Tô Thanh Thanh lại đối bọn họ nói, các ngươi cũng sau này lui lui, mọi người đều sửng sốt một chút, không biết Tô Thanh Thanh muốn làm gì, nàng đối với trước mặt màu đen hồ nước hoạt động một chút tay chân, không có gì, chính là không quen nhìn loại này cố lộng huyền hư địa phương, cũng không kiên nhẫn chậm rãi phá giải, tính toán trực tiếp đem nơi này cấp bưng, quy lực khả năng có điểm đại, các ngươi đều sau này lui lui, miễn cho lan đến các ngươi, một hồi các ngươi bị thương, ta không chỉ có thiếu mấy cái sức lao động, khả năng còn muốn bồi tiền, đứng ở nàng bên cạnh vẫn luôn yên lặng làm bạn Cố Tuyển bỗng nhiên nhìn nàng một cái, trọng điểm là bồi tiền đi, xem ra nàng đối tiền chấp nhất cùng thích thật là khắc vào cốt tủy, thật là nàng như vậy thích tiền. Như thế nào không đối như vậy có tiền hắn nhiều một chút điểm hứng thú đâu, huyền môn các phái người hiện tại đều hận không thể đem Tô Thanh Thanh đương nhà mình tổ tông tiền bối cung đi lên, hoàn toàn không cảm thấy nàng lời này có cái gì vấn đề, động tác nhất trí sau này lui 10 mét tả hữu, thậm chí đến hưng phấn muốn nhìn Tô Thanh Thanh như thế nào đại triển thần thông, mọi người bên trong, chỉ có Cố Tuyển không có lui, Tô Thanh Thanh nghĩ đến hắn trong khoảng thời gian này gần nhất làm đặc huấn, không có đuổi đi hắn, mà là hơi hơi nhướng mày hỏi, ngươi cảm thấy chính mình kháng được? Cố Tuyển gật gật đầu, ân, muốn khiêu chiến một chút tự mình, rốt cuộc đệ thất cục những người đó, những cái đó công kích ta đều đã miễn dịch, đã lâu cũng chưa đến ta cực hạn, ta hiện tại liền muốn nhìn một chút ta cực hạn ở đâu. Tô Thanh Thanh cười, có thể, có dũng khí, ta thưởng thức, vậy ngươi khiêu chiến đi, một hồi khiên không được chính ngươi đến mặt sau, đừng cậy mạnh a, bằng không ngươi bị thương ta nhưng bồi không dậy nổi. Cố Tuyển cũng cười, yên tâm, chẳng sợ bị thương cũng không cần ngươi bồi, dù sao ngươi cũng khẳng định luyến tiếc làm ta chết, chỉ cần bất tử là được. Hai người nhìn nhau cười, trong mắt là bọn họ trong khoảng thời gian này ở chung tới nay bồi dưỡng ra ăn ý. Liền ở Tô Thanh Thanh chuẩn bị cường công thời điểm, hồ nước phía dưới vạn năng thần giáo cao tầng nhóm nóng nảy, phía trước ở bọn họ trên tay ăn ảo cảnh mệt hữu hộ pháp, đối tả hộ pháp sốt ruột mà mua oán trách, ngươi còn nói ta ảo cảnh không được, vậy ngươi mưu kế lại có thể hảo đi nơi nào, còn nói cái gì giữ lại chúng ta chân thật thực lực, bọn họ chỉ cần cứu bọn họ huyền môn người liền sẽ đi, còn tự cho là rất lợi hại nói đây là kế hoãn binh cái rắm, chúng ta bạch bạch hy sinh rất như vậy nhiều vốn dĩ có thể ngưng tụ ở bên nhau binh lực, kết quả nhân gia hiện tại vẫn là muốn đánh lại đây, hơn nữa những cái đó huyền môn người bị cứu lúc sau còn bị bọn họ giáo đến lợi hại, chúng ta chân thần hiện tại còn không có tỉnh, hiện tại chúng ta hẳn là làm sao bây giờ, hẳn là làm sao bây giờ. Tả hộ pháp vẫn luôn nghe hữu hộ pháp nhớ nhớ lải nhải, vốn dĩ nàng cũng thực bực bội, nhưng có người so với hắn càng bực bội, hắn ngược lại bình tĩnh lại, Tô Thanh Thanh kia cùng không chết không ngừng giống nhau từng bước ép sát, cũng đem hắn bước ra vài phần tâm huyết, hắn sinh thời vốn dĩ chính là tướng quân, nhưng bởi vì lạm sát kẻ vô tội, coi mạng người như cỏ rác, trên tay dính quá nhiều vô tội máu tươi tánh mạng, cuối cùng chiến bại chết trận sau, bị hận hắn địch nhân ngũ mã phanh thay, lại bị các bá tánh nghiền xương thành tro, hắn trước khi chết lệ khí liền rất trọng, chết phương pháp lại quá mức ác liệt, sau khi chết âm hồn không tan, cuối cùng biến thành lệ quỷ làm hại một phương, nhưng là hắn cũng không có càng rỡ lâu lắm, bị lúc ấy vài cái huyền môn môn phái người bao vây tiểu trừ tới rồi tuyệt cảnh, lúc ấy hắn vừa mới biến thành lệ quỷ, lợi hại về lợi hại, nhưng là đạo hạnh còn không có như vậy cao thâm, hoàn toàn không phải huyền môn các phái đối thủ, liền ở nó phải bị tiêu diệt thời điểm, là vạn năng chân thần xuất hiện cứu hắn, phản diệt những cái đó huyền môn người, từ đây lúc sau, hắn liền nhận vạn năng chân thần là chủ, hắn tận tâm tận trung với vạn năng chân thần, càng bị chân thần muốn sáng tạo tân thế giới bên trong hấp dẫn, sau này 100 năm sau mãi cho đến hiện tại, hắn đều thề sống chết đi theo, hiện tại là vạn năng chân thần mấu chốt nhất thời kỳ, hắn còn ở ngủ say, lúc này gặp được nguy hiểm, hắn làm sao có thể đủ đi luôn. Hắn từ thật lớn trên mặt nước biểu hiện hình ảnh trung gắt gao mà nhìn chằm chằm Tô Thanh Thanh, hắn hận a, hắn như thế nào có thể không hận đâu, nếu không phải nữ nhân này đột nhiên xuất hiện, bọn họ vạn năng chân thần kế hoạch nên có bao nhiêu thuận lợi a, rõ ràng thiếu chút nữa, chỉ kém một chút, vạn năng chân thần muốn thế giới là có thể thực hiện buông xuống, đến lúc đó hắn chính là một người dưới, vạn người phía trên, có thể muốn làm gì thì làm, duy ngã độc tôn người. Chính là Tô Thanh Thanh nàng rốt cuộc vì cái gì muốn xuất hiện đâu, hắn căm ghét âm độc mà nhìn chằm chằm Tô Thanh Thanh nói, chúng ta đây liền dùng ra toàn lực chống cự, nơi này dù sao cũng là chúng ta sân nhà, chúng ta có như vậy nhiều có thể tiêu xài sử dụng sinh cơ, còn có như vậy nhiều bí pháp, bất cứ giá nào, cũng không nhất định là chúng ta thua, dù sao thua cũng là chết, không bằng chúng ta liền cuối cùng bác một phen, bác thắng, xe đạp biến mô to, thua liền thua, rời đi nơi này. Chương 189 Lôi thần chi chù y. Tô Thanh Thanh cảm giác được hồ nước đối diện có cái gì nhìn bọn hắn chầm chầm xem, nhưng là nàng không sao cả, những người này chỉ dám ở đối diện rình coi, tắc vừa lúc thuyết minh bọn họ thực lực không được, nếu là bọn họ thực lực cường thịnh nói, liền không cần hẳn là ở đối diện rình coi, mà là không quen nàng trực tiếp khai làm, đồng thời Cố Tuyển cũng cảm giác được đến từ đối diện tầm mắt, nhưng thật ra hắn nhắc nhở một câu, cẩn thận, tiểu tâm bọn họ cuối cùng chó cùng rứt dậu. Nghĩ ra một ít hại người mà chẳng ít ta ám chiêu, loại người này thích nhất như vậy làm, không thể không nói, Cố Tuyển thật đúng là đem những người này tâm tư cấp đắn đo gắt gao. Tô Thanh Thanh gật đầu, đối hắn câu môi cười, tiến đến hắn bên tai nhẹ giọng nói câu nói cái gì, Cố Tuyển động tác một đốn, sau đó cũng cười, nhưng thật ra ta coi khinh ngươi, ngươi chuẩn bị đến so với ta trong tưởng tượng còn muốn đầy đủ, Tô Thanh Thanh đối hắn vẫy vẫy tay, dùng khí đan điền, được rồi, ngươi trước chuẩn bị tốt đi. Ta muốn bắt đầu trang bức, nàng cùng ảo thuật giống nhau, từ ba lô lấy ra một cái đại thiết chù y, thật giản dị tự nhiên đại thiết chùa y, chính là bên ngoài phi thường thường thấy cái loại này. Nàng dán một trương thiên lôi phù đi lên, nhẹ nhàng thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy đến không trung, thúc giục thiên lôi phù. Chỉ thấy cái kia giản dị tự nhiên cây búa nháy mắt trở nên quang mang vạn trượng, so điện ảnh lôi thần chi chùa y thoạt nhìn còn muốn lóa mắt. Nàng khẽ quát một tiếng, đôi tay cầm cây búa dùng sức mà tạp đi xuống. Vừa mới còn một mảnh bình tĩnh hồ nước bị đánh vỡ bình tĩnh, nó tựa như một mặt gương giống nhau, từ trung gian bắt đầu chia 5/7. Này đó cái khe càng lúc càng lớn, có tiếng đen sắc quang từ trung gian phát ra. Đồng thời bọn họ chung quanh quát lên một đạo thật lớn kình phong, này phong thực cổ quái, giống như là lưỡi dao giống nhau, hung hăng mà hướng người trên mặt cắt, đồng thời còn mang theo thật lớn uy áp. Chỉ là phong cũng đã làm Giang Mộc Thanh loại này da giòn một chút, pháp sư chịu không nổi, rõ ràng đứng ở thực mặt sau vị trí, còn bị kia phong quát đến cả người đau, cái kia uy áp càng là ép tới hắn mau quỳ xuống, toàn thân có loại bị đè ép cảm giác, thật là nói không nên lời khó chịu. Có thể nghĩ, hắn nếu không có lui lại đến mặt sau, đứng ở Tô Thanh Thanh ở cái kia vị trí nói, hắn khả năng đã bị quát tan thành từng mảnh, liền tính tại như vậy mặt sau địa phương, hắn còn là phi thường khó chịu. Triệu Lệ Nhã cũng không hảo đi nơi nào, nàng cùng Giang Mộc Thanh hai cái thái kê, cùi bắp, xúc ở bên nhau, thoạt nhìn muốn nhiều thê thảm có bao nhiêu thê thảm, cuối cùng vẫn là Bạch Thanh Huyền động thân mà ra, hắn dùng pháp lực dệt ra một trương phòng hộ võng ngăn trở phong cùng uy áp, trước tiên đem Lý Miểu Miểu hộ ở phía sau, đồng thời Lý Miểu Miểu đem Giang Mộc Thanh cùng Triệu Lệ Nhã hai người cũng kéo vào phòng hộ võng bên trong, đoàn người lúc này mới thoải mái điểm. Giang Mộc Thanh từ sau lưng chỉ Bạch Thanh Huyền, ngươi này xà có này trình độ vì sao không còn sớm điểm dùng, ta mẹ nó đều mau khó chịu đã chết. Bạch Thanh Huyền làm ngàn năm xà yêu, trong khoảng thời gian này lại có Tô Thanh Thanh dạy dỗ, hiện tại thân thể cùng pháp lực cơ hồ đã là khôi phục thành đỉnh trình độ, chống đỡ khởi như vậy một trương phòng hộ võng vẫn là chút lòng thành. Hắn một bên chống phòng hộ võng, một bên quay đầu lại thâm tình mà đối với Lý Miểu Miểu nói, bởi vì ta phía trước xem chủ nhân còn chịu đựng được, cho nên liền không có động, ta xem chủ nhân hiện tại có điểm cố hết sức, liền chạy nhanh đem phòng hộ võng kéo tới đâu. Nói xong còn thâm tình mà nhìn Lý Miểu Miểu, hoàn toàn là một bộ cầu khích lệ biểu tình. Lý Miểu Miểu cũng sờ sờ đầu của hắn, thật là vất vả nhà của chúng ta tiểu Thanh Huyền, ít nhiều có Thanh Huyền, bằng không chúng ta hiện tại liền phải chịu tội. Bạch Thanh Huyền dùng đỉnh đầu cọ Lý Miểu Miểu lòng bàn tay. Giang Mộc Thanh cùng Triệu Lệ Nhã, loại này cùng địa phương bóng đèn giống nhau cảm giác là cái quỷ gì, hơn nữa vẫn là gần gũi thượng vạn ngói cái loại này bóng đèn. Triệu Lệ Nhã nhéo nắm tay nhỏ giọng cùng Giang Mộc Thanh nói, một ngày nào đó, chúng ta muốn chính mình biến cường, tuyệt đối không thể lại quá loại này nhật tử, quá mẹ nó nghẹn khuất. Giang Mộc Thanh khó được cùng Triệu Lệ Nhã ý tưởng như thế nhất trí, hắn hạ quyết tâm, dùng sức gật đầu, ân. Mặt khác huyền môn các phái người, cũng từng người lấy ra pháp khí chống đỡ trận này đánh sâu vào, còn hảo, bọn họ dù sao cũng là từ nhỏ luyện đến đại, kiến thức cơ bản vẫn là thực vững chắc, ngày thường cũng tương đối chủ động thân thể mà rèn luyện, cho nên còn chịu đựng được. Nhưng bọn hắn trong lòng đối Tô Thanh Thanh đều là vô cùng khâm phục, liền Tô Đại Sư đem thiên lôi phù dán ở cây búa thượng nện xuống đi kia một chút, liền đủ bọn họ học thượng nửa đời người hảo sao. Bọn họ lần đầu tiên biết truyền thống huyền học cũng có thể như vậy soái, cũng có thể như vậy cyberpunk, mà đang đứng ở gió lốc trung tâm Cố Tuyển, đang ở trực diện này đạo hủy thiên diệt địa cơn lốc cùng uy áp. Hắn có thể cảm giác được Tô Thanh Thanh ánh mắt trước nay không ở hắn trên người dịch khai quá, cái này làm cho hắn trong lòng hơi hơi ấm áp, này khẳng định là tưởng ở hắn chịu đựng không nổi thời điểm kéo hắn một phen đâu, chính là không cần, cái này trung tâm gió lốc phong sát thật rất lợi hại, cảm giác đều là phong nguyên tố thuật sĩ toàn lực công kích vài lần trình độ, nhưng là hắn điều khởi cả người linh lực còn chịu đựng được, hắn thân thể cường độ xa so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại, trừ bỏ gió lốc ngoại, lại chính là che trời lấp đất uy áp, đối với bình thường đạo sĩ cùng thuật sĩ tới nói, cái này không biết từ đâu tới đây uy áp mới là khó chịu nhất, không chỗ không ở, không chỗ có thể trốn, chính là Cố Tuyển lại đối loại này uy áp có loại mạc danh quen thuộc cảm, hắn chẳng những không cảm thấy bị áp bách khó chịu, tương phản hắn cảm giác trong thân thể hắn có thứ gì ở giao tương hô ứng, có loại thứ gì muốn miêu tả sinh động cảm giác, loại cảm giác này thực xa lạ, rồi lại vô cùng quen thuộc, giống như hắn trời sinh liền có, nhưng vẫn luôn giấu ở thân thể hắn, hiện tại mới bị đánh thức. Hắn tổng cảm giác hắn quên mất cái gì trọng yếu phi thường đồ vật, hắn như thế nào đều không nhớ gì cả. Hắn trong lòng sóng gió mãnh liệt, trong đầu ý tưởng thiên hồi bách chuyển, nhưng hắn trên mặt vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Tô Thanh Thanh xem hắn trên mặt như vậy bình tĩnh, còn tưởng rằng hắn không có việc gì, trong lòng cũng đến không khỏi nho nhỏ kinh ngạc một chút, xem ra cái này Cố Tuyển thật đúng là thiên phú dị bẩm, so nàng trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Hồ nước kính mặt theo Tô Thanh Thanh lôi thần chi chù y, vỡ ra khe hở càng lúc càng lớn, cuối cùng rốt cuộc bang một tiếng toàn bộ đều vỡ vụn. Theo nó hoàn toàn vỡ vụn, nó không giống Tô Thanh Thanh tưởng tượng như vậy, chỉ là tạp ra một cái khẩu tử, đại gia có thể thông qua cái này khẩu tử đến bên kia, mà là toàn bộ kính mặt đều sụp đổ, không chỉ là hồ nước kính mặt sụp đổ, là bao gồm bên bờ ao biên lục địa, toàn bộ 18 tầng địa ngục đều sụp đổ. Tô Thanh Thanh cùng Cố Tuyển bọn họ rớt đi xuống, trên bờ Giang Mộc Thanh bọn họ cũng đều cùng nhau rớt đi xuống. Cố Tuyển khoảng cách Tô Thanh Thanh gần nhất, hắn rõ ràng biết Tô Thanh Thanh sẽ không có việc gì, nhưng hắn vẫn là theo bản năng phản ứng, nhào lên đi ôm lấy Tô Thanh Thanh, đem nàng kín mít hộ ở chính mình trong lòng ngực. Tô Thanh Thanh sửng sốt một chút, theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng là tại hạ trụy trong quá trình gió lốc càng thêm lợi hại, nàng sợ tùy tiện lộn xộn nói Cố Tuyển sẽ có nguy hiểm, chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà nhịn xuống. Nàng sợ Cố Tuyển bị thương, còn ở hắn trên người bọc một tầng linh khí. Cố Tuyển chính là nàng trước mắt mới thôi tốt nhất kéo dương, lại còn có kéo đã kéo ra cảm tình, nếu là hắn ra cái gì ngoài ý muốn, kia đã có thể không thế nào hảo. Đồng thời nàng nhìn đến mặt sau các bạn nhỏ đều đi theo cùng nhau ngã xuống, cũng lao lực mà cách không hướng bọn họ trên người bộ một tầng linh khí, bảo vệ bọn họ. Chương 190 âm khí dày đặc địa phương, chỉ là bảo vệ về bảo vệ, ngã xuống thời điểm là cùng nhau ngã xuống, ở rơi xuống trong quá trình xuyên qua như vậy đại gió lốc, rơi xuống đất thời điểm liền không ở cùng nhau, mọi người đều top 5 top 3 bị thổi tan. Cố Tuyển cùng Tô Thanh Thanh cùng nhau rơi xuống đất thời điểm Cố Tuyển dùng thân thể của mình đương thịt lót, lót ở Tô Thanh Thanh chống hắn ngực đứng lên, còn dùng tay vỗ vỗ hắn ngực nói, không tồi a, này cơ ngực, này dáng người còn rất rắn chắc a. Cố Tuyển vốn dĩ ở rơi xuống trong quá trình độ cao khẩn trương tâm tình còn không có thả lỏng lại, đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị Tô Thanh Thanh đánh như vậy hai hạ, lập tức liền từ mặt đỏ tới rồi lỗ tai căng. Hắn ho nhẹ một tiếng làm bộ ổn định một chút cảm xúc, khụ khụ, có thể là trong khoảng thời gian này rèn luyện hiệu quả tương đối hảo đi, nói hắn cũng từ trên mặt đất đứng lên. Tô Thanh Thanh lại kéo cầm đối hắn trên dưới đánh giá, như suy tư gì, chỉ là rèn luyện người thường có thể đạt tới không đến ngươi này hiệu quả, ngươi này thân thể cường độ ta trước kia chỉ ở những cái đó bán thú nhân trên người nhìn đến quá. Bán thú nhân, này đối với Cố Tuyển tới nói thật đúng là một cái mới mẻ danh từ, nhưng hắn cũng không thừa nhận, hắn bất đắc dĩ mà nói, đã từng ta khi còn nhỏ bị thương yêu cầu truyền máu thời điểm, nhà ta người liền cùng ta đã làm xét nghiệm ADN, ta chính là ta ba mẹ thân nhi tử, không phải cái gì bán thú nhân. Tô Thanh Thanh, ta liền tùy tiện nói như vậy một câu mà thôi, ngươi khẳng định là người, liền bởi vì ngươi là người, cho nên ngươi có được như vậy thân thể mới kỳ quái a. Cố Tuyển, bọn họ đứng dậy nhìn quanh bốn phía, phát hiện bọn họ ở một cái tựa hồ là hỏa diệm sơn địa phương, lọt vào trong tầm mắt hết thảy đều là đỏ đậm cháy đen núi lớn, dưới chân dẫm chính là đỏ đậm thổ địa, dõi mắt trông về phía xa nơi xa là một mảnh cháy đen, nhưng nơi này độ ấm một chút đều không cao, tương phản còn có chút lạnh căm căm, râm mát, phạm vi tả hữu một người đều nhìn không tới, chỉ có bọn họ hai người, còn lại một cái tiểu đồng bọn cũng chưa thấy, xem ra khẳng định là ở kia phiến gió lốc trung bị thổi tan. Cố Tuyển khó được mà có chút lo lắng, hắn hơi hơi liễm mi, vừa mới gió lốc như vậy lợi hại, cái kia phong liền cùng lưỡi dao giống nhau có thể xẻo người thịt, bọn họ hẳn là sẽ không có nguy hiểm bá. Tô Thanh Thanh nói, yên tâm không có việc gì, vừa mới rơi xuống thời điểm ta cho bọn hắn trên người bọc tầng linh khí, ra không được chuyện gì, chính là sợ bọn họ ở chỗ này gặp được nguy hiểm, vẫn là muốn nhanh lên tìm được bọn họ. Nàng giật giật ngón trỏ, banh ở nàng ngón trỏ thượng tơ hồng xuất hiện, tơ hồng một đầu liền ở nàng ngón trỏ thượng, tơ hồng một đầu liền ở nàng ngón trỏ thượng, một khắc đầu phân thành vài điều sợi dây gắn kết miên hướng phương xa, trong đó một đầu ở Cố Tuyển ngón trỏ thượng, đây là bọn họ lúc trước cùng nhau quấn lên đi. Tô Thanh Thanh ngón trỏ giật giật, hắn ngón trỏ thượng tơ hồng cũng lôi kéo hắn ngón trỏ giật giật, đây là một loại thực thần kỳ cảm giác, thật giống như tâm ý tương thông giống nhau, có thể thực rõ ràng mà cảm giác được. Tơ hồng một chỗ khác có người ở kêu gọi, hắn ngoéo một cái ngón trỏ, Tô Thanh Thanh ngón trỏ thực mau thu được tơ hồng đáp lại, đại khái qua một phút tả hữu, mặt khác mấy cái tơ hồng cũng lục tục có đáp lại, thẳng đến sở hữu tơ hồng đều có đáp lại. Tô Thanh Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra, ngươi xem, một đám đều khỏe mạnh, vấn đề không lớn. Nàng từ nàng thật lớn bao bao bên trong một trận tìm kiếm, lấy ra 4 trương truyền âm phù, Cái này truyền âm phù có thể so di động loại này tức thời thông tin thiết bị lợi hại nhiều, di động tín hiệu khả năng sẽ bị che chắn, nhưng truyền âm phù có thể nói là vô khổng bất nhập, không thiết chuyên môn trận pháp, căn bản cách trở không được. Tô Thanh Thanh dựa tơ hồng xác nhận bọn họ vị trí, trực tiếp từng trương truyền âm phù từng cái bay qua đi. Đầu tiên liên hệ chính là Lý Miểu Miểu, chính là liên hệ thượng Bạch Thanh Huyền, bọn họ hai cái quả nhiên là ở bên nhau. Tô Thanh Thanh hỏi, các ngươi hiện tại ở địa phương nào, miêu tả một chút. Lý Miểu Miểu nhìn một chút chung quanh, chúng ta ở một mảnh mênh mông vô bờ ao hồ thượng, nơi này có rất nhiều đảo, chúng ta ở trong đó một cái trên đảo, các ngươi ở đâu tòa trên đảo? Lý Miểu Miểu khờ dại cho rằng, bọn họ cũng ở trên đảo. Tô Thanh Thanh giải thích, không có, chúng ta không ở một chỗ, các ngươi liền ở nơi đó chờ, không cần chạy loạn, bảo vệ tốt chính mình, chúng ta lại đây tiếp các ngươi. Vậy các ngươi như thế nào tới tìm ta, như thế nào biết chúng ta phương vị? Lý Miểu Miểu tò mò hỏi. Tô Thanh Thanh lại ngoéo một cái trên tay tơ hồng, hai bên tơ hồng đồng thời hướng tới một phương hướng kéo dài, cái này tơ hồng có định vị công năng, chúng ta có thể thông qua cái này tìm được các ngươi cần phải làm là bảo vệ tốt chính mình, không cần chạy loạn. Lý Miểu Miểu, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình, nơi này đều là ao hồ, là Thanh Huyền sân nhà. Nàng vẫn là tương đối tự tin. Bạch Thanh Huyền ở bên cạnh phụ họa, đúng vậy, ta chính là rắn nước ai, nơi này là ta sân nhà, chủ nhân của ta, ta sẽ bảo vệ tốt. Tô đại sư ngươi liền không cần lo lắng, ngươi cố lên, chúng ta lại ở chỗ này sẽ chờ ngươi đến tìm ta đát. Đều đến lúc này, Bạch Thanh Huyền còn ở bên kia chơi bảo, bất quá Tô Thanh Thanh nghe nói bọn họ ở đều là ao hồ địa phương cũng hơi chút yên tâm một chút, tại đây loại giới tử trong không gian mặt, tất cả đều là ao hồ địa phương hẳn là thủy nguyên tố tương đối phong phú địa phương, bằng không sẽ không biến ảo thành ao hồ, loại địa phương kia thật là Bạch Thanh Huyền sân nhà, cũng không có gì yêu cầu lo lắng, hắn một cái ngàn năm xà yêu, tiến giai thành dao, liền kém một bước liền có thể biến thành long đại yêu, nếu là liền điểm này bản lĩnh cũng không có, cũng đừng lăn lộn. Cùng lúc đó, ngón trỏ thượng một cái khác phương hướng tơ hồng bắt đầu rồi mãnh liệt đông đưa, dư lại người không phải Giang Mộc Thanh chính là Triệu Lệ Nhã, nàng chỉ cùng mấy người này trói quá tơ hồng. Tô Thanh Thanh nhíu mày, còn tưởng rằng bọn họ là gặp nguy hiểm, lập tức chặt đứt cùng Lý Miểu Miểu bọn họ liên hệ, một cái truyền âm phù bay qua đi, truyền âm phù sáng về sau, bên kia truyền đến Giang Mộc Thanh cùng Triệu Lệ Nhã hưng phấn thanh âm, ai, mau xem đây là cái gì. Này giống không giống như là Thanh Thanh lá bùa. Tô Thanh Thanh nghe được bọn họ hưng phấn thanh âm, trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghe thanh âm này trung khí 10 phần, xem ra là không gặp được cái gì đại nguy hiểm, ít nhất người không có việc gì. Các ngươi ở đâu? Bên kia tình huống thế nào? Tô Thanh Thanh hỏi, trả lời trước nàng là Giang Mộc Thanh hưng phấn thanh âm, không có việc gì, chúng ta không có việc gì, vừa mới hạ trụy thời điểm chúng ta vốn dĩ cho rằng chính mình khẳng định chết chắc rồi. Bạch Thanh Huyền cái kia xà là thật sự không nói nghĩa khí, hắn chỉ lo Lý Miểu Miểu, đó là nửa điểm đều mặc kệ chúng ta chết sống a. May mắn lúc ấy ngươi bộ một cái quan hoàng đến chúng ta trên người, hạ trụy thời điểm đều là cái này quan hoàng bảo vệ chúng ta, bằng không chúng ta hiện tại nói không chừng đều bị cái kia phong cắt thành vài khối. Giang Mộc Thanh ngữ khí vẫn là trước sau như một khoa trương, sau đó nói nửa ngày vẫn là nói không đến trọng điểm. Tô Thanh Thanh đau đầu mà xoa xoa giữa mày, lại lặp lại hỏi một lần, cho nên các ngươi hiện tại ở đâu, là như thế nào một cái tình huống, có nguy hiểm sao? Chương 191 bọn họ phải nhanh một chút đi ra ngoài. Triệu Lệ Nhã nghe đến đó nhịn không được, trực tiếp đem Giang Mộc Thanh tể tới rồi bên cạnh, chính mình cùng Tô Thanh Thanh câu thông. Thanh Thanh, chúng ta rớt tới rồi một mảnh đại rừng rậm bên trong, nơi này cây cối hảo cao lớn, che trời, ngay cả trên trời Thái Dương đều nhìn không thấy, chúng ta nơi này chỉ có một cái về phía trước đi đường sỏi đá, cuối đường giống như có một cái cổ đại kiến trúc, mẹ gia, còn treo đèn lồng, thoạt nhìn quỷ khí dày đặc. Bất quá ngươi không cần lo lắng a, chúng ta trước mắt còn không có gặp được cái gì nguy hiểm, hơn nữa rừng rậm là ta sân nhà, ta có thể cảm giác được nơi này phong phú một hệ nguyên tố, ta cảm thấy ta ở chỗ này tự bảo vệ mình không có gì vấn đề. Triệu Lệ Nhã nghe tới vẫn là so Giang Mộc Thanh muốn đáng tin cậy một ít, ít nhất nói rõ ràng bọn họ hiện tại tình cảnh. Giang Mộc Thanh cũng ở bên cạnh không cam lòng yếu thế mà nói, quỷ khí dày đặc cũng không sợ, ta trên tay có một đống lớn công kích lá bùa, đang lo không địa phương sử dụng đâu. Nói nữa, chúng ta nơi này còn có rất nhiều người đưa đại sát khí ở, một chút đều không hoảng hốt. Tô Thanh Thanh nghe được bên kia tình huống sau, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, may mắn, bên kia hoàn cảnh cũng là bọn họ am hiểu đối phó. Chỉ là bọn hắn hai cái thực lực yếu nhất ghé vào cùng nhau, bên người cũng không khác thực lực cường người bảo hộ, vẫn là sẽ làm người có chút lo lắng, cũng không biết hai người kia rốt cuộc là vận khí tốt, vẫn là vận khí không tốt. Tô Thanh Thanh chỉ có thể dặn dò bọn họ, các ngươi không cần đại ý, chính mình nhiều hơn cẩn thận, kỳ thật các ngươi hai cái thực lực đều không tồi, chỉ là cho nhau có đoạn bản, ở thời điểm mấu chốt các ngươi muốn lẫn nhau phối hợp một chút, nhớ kỹ, các ngươi hàng đầu nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt chính mình, sau đó chờ chúng ta lại đây tìm các ngươi, nghe được sao? Giang Mộc Thanh cùng Triệu Lệ Nhã này hai cái hoan hỉ oan gia, thật đúng là làm người không yên tâm, bọn họ hai cái ở bên kia nhìn nhau liếc mắt một cái sau, vỗ ngực bảo đảm nói, không thành vấn đề, chúng ta hai cái nhất định sẽ không so đo hiềm khích trước đây, hảo hảo hợp tác. Triệu Lệ Nhã càng là nhìn Giang Mộc Thanh liếc mắt một cái, chậm rì rì nói, yên tâm, rừng rậm loại địa phương này là ta sân nhà, ta sẽ hảo hảo bảo hộ hắn. Giang Mộc Thanh trừng mắt nhìn Triệu Lệ Nhã liếc mắt một cái, nơi này quỷ khí dày đặc, nói không chừng ngươi thực vật có đôi khi mặc kệ dùng còn phải dựa ta đâu, ngươi có cái gì hảo khoe khoang a, hảo a, khi đến lúc đó ở trong rừng rậm vạn nhất có chuyện gì, ngươi nhưng đừng gọi ta giúp ngươi. Triệu Lệ Nhã lập tức không cam lòng yếu thế mà sạch thanh, mắt thấy bên kia hai người lại không thể hiểu được mà lẫn nhau véo đi lên, Tô Thanh Thanh chỉ cảm thấy sọ não đau, nàng giơ tay chỉ truyền âm phù nói, ta phục, ta liền biết không hẳn là mang hai người kia ra tới, ngươi tới cùng bọn họ nói hai câu đi, người là ngươi mang lại đây, không nghĩ tới Cố Tuyển chỉ là nói một câu, các ngươi hai cái chậm rãi xảo, nếu là các ngươi ra chuyện gì, ta cùng Thanh Thanh nhất định sẽ giúp các ngươi nhặt xác, nhất định sẽ làm các ngươi người nhà nhìn thấy các ngươi di thể, rốt cuộc chúng ta là nhiều năm như vậy bằng hữu, ta ở chỗ này trịnh trọng cho các ngươi bảo đảm. Nói xong lúc sau Cố Tuyển liền đem phiêu phù ở giữa không trung truyền âm phù bắt lấy tới tay động ấn diệt. Giang Mộc Thanh cùng Triệu Lệ Nhã bên kia nháy mắt lâm vào tới rồi một mảnh tĩnh mịch trung, vừa mới còn ở đấu võ mồm hai người nháy mắt an tĩnh, thật sự, đương có thể nghe được Tô Thanh 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 âm thời điểm, rõ ràng chỉ là nghe được nàng thanh âm, bọn họ cũng sẽ cảm thấy an tâm, mà khi Tô Thanh 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 âm biến mất, chung quanh một lần nữa lâm vào một mảnh yên tĩnh trung thời điểm, bọn họ trong lòng liền bắt đầu mau mau, đừng nói, khu rừng này bên trong thật đúng là nơi trốn lộ ra quỷ dị. Nơi này mỗi cây đều cùng Bạch Vân huyện nhập khẩu kia cây đại cây hòe lớn lên giống nhau thô, trời xanh đại thụ, tán cây gắt gao kề tại cùng nhau, một cây dựa gần một cây, che trời, chỉ có một cái sư tử đường nhỏ thông hướng phương xa kia tòa thoạt nhìn giống thiến nữ u hồn chùa Lan Nhược Sơn Trang, liền một tiếng điểu kêu đều không có, này to như vậy rừng rậm giống như trừ bỏ bọn họ ở ngoài, không có một cái vật còn sống, vừa mới ở Tô Thanh Thanh trước mặt còn cậy mạnh đấu võ mồm hai người, thế nhưng ăn ý mà cho nhau đến gần rồi một chút, lại đến gần rồi một chút, nhưng hai người ngoài miệng vẫn là thập phần biệt nữ chút nào không đề cập tới chuyện này. Truyền âm phù bị bóc tắt sau, Tô Thanh Thanh còn có chút lo lắng, bọn họ thật sự sẽ không có việc gì đi, ta lần này ra cửa trước bạc tính một quẻ, tổ sư gia nói là hạ cát, chính là cuối cùng sự tình có thể thành, nhưng là trung gian sẽ không thực thuận lợi, thậm chí có người bị thương. Cố Tuyển vỗ vỗ nàng, yên tâm. Bọn họ hai người chính là mạnh miệng khẩu hải, thực tế bọn họ trong lòng đều hiểu rõ thật sự, đừng quán bọn họ, ngươi nếu là thật lo lắng bọn họ nói, chúng ta đây liền nhanh lên từ nơi này đi ra ngoài, sau đó sớm một chút tìm được bọn họ, sớm một chút chạm trán hội hợp. Tô Thanh Thanh cảm thấy cũng là, cùng với ở chỗ này lo lắng bọn họ, còn không bằng sớm một chút tìm được bọn họ. Nàng lấy ra la bàn, bước chuyên nghiệp bước chân, một bên xem la bàn, một bên hướng một phương hướng đi. Nàng quay đầu đối Cố Tuyển nói, theo sát ta nện bước, dọc theo ta bước chân, tốt nhất một bước cũng không cần đi nhầm, bằng không khả năng sẽ có phiền toái. Tô Thanh Thanh có thể cảm nhận được, này phiến cùng Hỏa Diệm Sơn giống nhau địa phương chỉ là thoạt nhìn bình tĩnh, trên thực tế nguy cơ tứ phía, nàng không phải sợ hãi này đó che giấu lên tiểu nguy hiểm, mà là không nghĩ lãng phí thời gian tại đây mặt trên, nàng còn có càng thêm chuyện quan trọng, đó chính là đi tìm người. Cái này địa phương nói đến cùng kỳ thật chính là một cái thật lớn, thăng cấp bản ảo cảnh, chỉ là nó bên trong không phải thứ gì đều là giả, ít nhất nguy hiểm là thật sự, hư hư thật thật, thật giả kết hợp thôi. Cố Tuyển gật đầu, yên tâm, ta cùng bọn họ không giống nhau, ta tuyệt đối một chút đều sẽ không kéo ngươi chân sau, tương phản, ngươi có thể yên tâm đem ngươi phía sau lưng giao cho ta. Tô Thanh Thanh tại đây một phương diện đương nhiên là tin tưởng Cố Tuyển. Chỉ là nàng có đôi khi nghe Cố Tuyển nói chuyện liền như vậy không thích hợp a, hắn vì cái gì phải cường điệu chính mình lợi hại, cường điệu chính mình cùng người khác không giống nhau đâu. Tô Thanh Thanh cẩn thận mà phẩm, càng cảm thấy không đúng, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết kéo dẫm hành vi, nàng trong lòng nói thầm về nói thầm, nhưng loại này thời điểm vẫn là tương đối mấu chốt, nàng không có nói ra làm Cố Tuyển phân tâm, chỉ là ở trong lòng tưởng, không nghĩ tới ở bên ngoài thoạt nhìn quang minh lỗi lạc Cố Tuyển, thế nhưng là cái dạng này người, hắn thế nhưng thích kéo dẫm người khác, may Cố Tuyển không biết Tô Thanh Thanh trong lòng ý tưởng a, hắn nếu là đã biết, hắn không được tức chết, nữ nhân này như thế nào chính là như vậy không thông suốt đâu, hắn luôn mãi cường điệu chính mình cùng người khác không giống nhau là vì cái gì a, là vì cái gì a. Tô Thanh Thanh chuyên chú mà nhìn phía trước lộ, Cố Tuyển cảnh giác mà theo ở phía sau, đừng nói, trên đường thật là có đột nhiên vụt ra tới tiểu động vật, một ít hàm răng phi thường bén nhọn thằn lằn, bỗng nhiên liền từ bình tĩnh cắt đất nhảy ra, hướng Tô Thanh Thanh mắt cá chân thượng phát, loại này thằn lằn hàm răng phi thường sắc bén hữu lực, nếu như bị như vậy hung hăng cắn thượng một ngụm, này mắt cá chân phỏng chừng đều chặt đứt. Cố Tuyển tùy thời cảnh giác chung quanh sở hữu hoàn cảnh, hắn mắt tật chân mau, trên mặt đất kia chỉ thằn lằn vừa mới toát ra đầu tới, hắn trực tiếp một chân liền đá đi lên, tinh chuẩn không có lầm mà đem này chỉ thằn lằn cấp đá bay, kỳ thật liền tính hắn không ra chân, này chỉ thằn lằn cũng cắn không đến Tô Thanh Thanh, nàng đã nhận ra, nhưng Cố Tuyển nhanh như vậy phản ứng tốc độ, vẫn là làm nàng nhìn với con mắt khác, nàng gật đầu, không tồi, ngươi cái này phản ứng tốc độ đã cùng ta không sai biệt lắm, cho nên thiên phú quả nhiên thực đáng sợ, đôi khi lại nhiều nỗ lực đều so ra kém thiên phú thật là thật sự. Chương 192 cự răng thằn lằn, Cố Tuyển bị Tô Thanh Thanh khích lệ đến hơi hơi cong cong môi, trong lòng có điểm nho nhỏ mừng thầm, nhưng hắn mặt ngoài vẫn là không có biểu hiện ra ngoài, hơn nữa hắn lúc này tinh thần độ cao tập trung, cũng không có thời gian đắc chí, mà là thấp giọng nhắc nhở, cẩn thận, này phiến hoang mạc không quá thích hợp. Tô Thanh Thanh thần sắc đông lạnh xuống dưới, ta biết, chúng ta mau rời khỏi, không cần ham chiến. Bọn họ tiếp tục hướng phía trước mặt đi, càng đi cái kia phương hướng đi, chung quanh độ ấm liền càng cao, giống như này một mảnh độ ấm tất cả đều tập trung đến bên này, bị bên này thứ gì hút đi giống nhau, đồng thời nhảy ra tới cự răng thằn lằn cũng càng ngày càng nhiều, từ lúc bắt đầu ngẫu nhiên toát ra 1-2 chỉ, đến mặt sau 5-6 chỉ cùng nhau xông lên, cho tới bây giờ rậm rạp từng mảnh cùng nhau thượng, cảm giác này đó cự răng thằn lằn như là bị cái gì triệu hoán lại đây giống nhau, dùng hết toàn lực, phấn đấu quên mình, chỉ là vì ngăn trở bọn họ đến địa phương nào. Cố Tuyển không thể không rút ra hắn vũ khí, một phen hoa số tiền lớn định chế đường đao, Bạch Đặc Trợ đã từng cùng nàng lộ ra quá, Cố Tuyển này đem đường đao hoa 800 vạn, nó vốn dĩ chính là thời đường đao, hơn nữa giống như còn là cái gì quý tộc tướng quân trong tay, bởi vì một ít lịch sử nguyên nhân, ở sớm chút năm lưu lạc tới rồi nước ngoài, Cố Tuyển trước kia đi ngoại quốc tham gia triển hội thời điểm thấy được, lúc ấy là một cái tiểu vỡ người ở cùng hắn đấu giá này đem đường đao. Lúc ấy Cố Tuyển liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút, trực tiếp cùng cái kia tiểu vỡ người đấu giá rốt cuộc, cuối cùng lấy 500 vạn giá cả chụp được này đem đường đao, làm nó biến thành hắn tư nhân đồ cất giữ. Sau lại hắn cùng Tô Thanh Thanh nhập huyền môn sau, trên tay thiếu một phen tiện tay vũ khí, hắn thử qua thật nhiều vũ khí, bao gồm huyền môn người nhất thường sử dụng kiếm linh tinh đồ vật, nhưng hắn đều cảm thấy không phải thực thuận tay. Này đó vũ khí không phải quá cồng kềnh không nhanh nhạy, chính là sát khí quá nặng không đủ ưu nhã, cuối cùng hắn từ chính mình đồ cất giữ bên trong tìm, liếc mắt một cái liền nhìn trúng này đem đường đao truyền xuống tới đường đao, truyền thừa lịch sử dày nặng cảm, quan lấy ở trên tay nặng trĩu, cũng đừng có một phen hương vị, thật dài đường đao tạo hình ưu nhã lại sắc bén, nhẹ nhàng vung lên, có thể đem uy lực phát huy đến 10 thành 10, chính yếu chính là, Cố Tuyển vừa mới cầm lấy nó, liền có một loại cùng nó tâm ý tương thông cảm giác, giống như nó nhiều năm như vậy, liền đang chờ Cố Tuyển như vậy một người một lần nữa cầm lấy nó. Nhất quan trọng là, Cố Tuyển thử đem trong thân thể hắn linh khí rót vào đến này đem đường đao, không nghĩ tới đường đao không chỉ có tiếp thu tốt đẹp, hơn nữa tản mát ra nhàn nhạt lam quang, giống như có một tầng màu lam ngọn lửa đem nó bao vây ở bên trong giống nhau. Cố Tuyển nếm thử lúc sau liền cảm thấy là nó, đã trải qua mấy trăm năm, đường đao rất nhiều địa phương đã có chút tổn hại, hắn lại hoa 300 vạn, thỉnh đứng đầu phi di truyền thừa người, dùng tốt nhất tài liệu, đem nó chữa trị phiên tân một chút, lúc này mới có trên tay hắn này đem đường đao. Không thể không nói, Cố Tuyển dùng này đem đường đao thật sự quá soái, hắn thân cao chân dài, liền tính là rất dài đường đao, cũng có thể bị hắn nhẹ nhàng xách lên tới, thoạt nhìn vô dụng cái gì sức lực vung lên, phát ra, bang, một tiếng phá không chi âm, đường đao nơi đi đến, sở hữu cự răng thằn lằn đều bị phân thành hai nửa, một lần tiêu diệt một đám, sở hữu động tác, nhất chiêu nhất thức, chút nào không ướt át bẩn thỉu, mỗi nhất chiêu đều là sát chiêu, hoàn toàn không có mặt khác dư thừa hoa hòe loè loẹt động tác, nhưng cố tình soái đến muốn mệnh, cả người giống như một phen xuất khiếu bảo đao, hắn so đường đao thoạt nhìn còn muốn sắc bén. Tô Thanh Thanh xem hắn như vậy nỗ lực, giải quyết đến nhẹ nhàng như vậy, vốn dĩ muốn ra tay hỗ trợ, cũng yên lặng thu hồi tay, hết sức chuyên chú mà nhìn trên tay la bàn tiếp tục tìm vị trí, ngẫu nhiên đằng ra tay giúp bọn họ giải quyết một chút cá lọc lưới. Quả nhiên theo bọn họ càng đi phía trước cái kia mục đích địa đi, liền càng ngày càng nhiều thằng lằn trào ra tới, ngăn cản bọn họ đi tới. Cố Tuyển lại sát xong một đám sau, chung quanh đột nhiên an tĩnh xuống dưới, liền một con cự răng thằng lằn đều không có, chung quanh an tĩnh đến đáng sợ. Đều sát xong rồi sao? Đây là Cố Tuyển theo bản năng phản ứng, không, khẳng định không có. Tô Thanh Thanh lập tức phủ quyết, thực mau nàng liền nghe được cái gì không giống bình thường động tĩnh, quát chói tai, cẩn thận, sau đó một tay đem Cố Tuyển kéo đến chính mình phía sau, đôi tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, trống rỗng lôi ra một đạo thật lớn phòng hộ tráo, liền ở nàng phòng hộ tráo kéo tốt nháy mắt, che trời lấp đất cự răng thằn lằn từ xa tầng phía dưới nhảy ra tới, rậm rạp một tầng, nhiều đến làm người da đầu tê dại trình độ, không chỉ là bọn họ chung quanh, dõi mắt trông về phía xa, tự hồ liền toàn bộ hoang mạc đều sao động lên, nhìn kỹ, là liếc mắt một cái vọng không đến đầu cự răng thằn lằn, chúng nó thành phiến, liền cùng bão cát giống nhau, số lượng nhiều tới rồi một loại lệnh người cảm thấy sợ hãi trình độ, bọn họ cùng không muốn sống thiêu thân giống nhau, một tầng tầng hướng Tô Thanh Thanh cùng Cố Tuyển trên người phát, may mắn vừa mới Tô Thanh Thanh khởi động phòng hộ tráo, này đó cự răng thằn lằn đều bị chặn, bằng không liền cái này số lượng thằn lằn, khả năng bọn họ có thể ở nháy mắt đã bị gặm thành bộ xương khô, hiện tại bọn họ đều bị chắn phòng hộ tráo bên ngoài, bọn họ tránh ở nửa vòng tròn hình phòng hộ tráo bên trong, một cái chớp mắt chi gian, toàn bộ phòng hộ tráo đã bị này đó thằn lằn cấp phát mãn, bọn họ ở phòng hộ tráo bên trong, chỉ cảm thấy không trung nháy mắt liền đêm đen tới, phòng hộ tráo bên trong đen nhánh một mảnh, lại ngăn cách bên ngoài thanh âm, phòng hộ tráo bên trong an tĩnh đến chỉ có thể nghe được hai người tiếng hít thở. Tô Thanh Thanh đôi tay bấm tay niệm thần chú, cuồn cuộn không ngừng linh khí từ nàng lòng bàn tay trào ra, chống đỡ này phiến phòng hộ tráo. Nàng nhìn bên ngoài cự răng thằn lằn, hơi hơi nheo nheo mắt nói, số lượng quá nhiều, chúng ta không có khả năng tất cả đều tiêu diệt bọn họ, chúng ta bị nhốt ở. Cố Tuyển hỏi, vì cái gì chúng ta vừa mới rõ ràng không có phát hiện bất luận cái gì động tĩnh, hiện tại lại đột nhiên sẽ nhảy ra nhiều như vậy cự răng thằn lằn. Bọn họ đều là từ đâu tới, lấy cái gì mà sống? Tô Thanh Thanh, chúng nó phía trước hẳn là đều là tránh ở dưới nền đất, rất có thể là ở vào một loại ngủ say ngủ đông trạng thái, cho nên chúng nó không có động tĩnh, chúng ta mới không phát hiện chúng nó, chúng ta hướng cái này phương hướng đi chúng nó mới phát hiện, hẳn là chúng ta hướng bên này đi là đi đúng rồi, muốn chạm vào cái gì chúng nó coi trọng đồ vật, sau đó bọn họ mới bị triệu tập ở bên nhau, toàn bộ lại đây đối phó chúng ta. Loại này cự răng thằn lằn giống nhau lấy hút nhân loại oán khí cùng các loại bất lương cảm xúc tồn tại, chúng nó bản thân cũng chính là không có thật thể ảo giác mà thôi, một chút bất lương cảm xúc liền đủ chúng nó sống thật lâu, nhưng là có thể dưỡng lớn như vậy số lượng cự răng thằn lằn, xem ra bọn họ cũng tai họa không ít người, nhưng vô luận nói như thế nào, hiện tại bọn họ tình huống chính là bị nhốt ở, này đó cự răng thằn lằn chặt chẽ mà đem bọn họ vây ở nơi này. Tô Thanh Thanh phỏng chừng này khả năng đều là vạn năng thần giáo người cố ý làm cho bọn họ rơi xuống tại đây phiến địa phương. Này đó cự răng tích đơn cái đích xác không đủ vì theo, căn bản không phải nàng đối thủ, nhưng chúng nó số lượng nhiều nha, có thể tiến hành xa luân chiến A, hoàn toàn liền dùng số lượng thượng ưu thế, đem Tô Thanh Thanh linh khí háo xong, ngạnh sinh sinh đem bọn họ háo chết ở chỗ này, chờ Tô Thanh Thanh cùng Cố Tuyển bị háo đến sức cùng lực kiệt, sơn cùng thủy tận thời điểm. Bọn họ cuối cùng lại phái lợi hại nhất đại gia hỏa ra tới, như vậy liền có thể nhẹ nhàng thu hoạch bọn họ, không thể không nói, thật đúng là hảo mưu kế. Chương 193 cộng đồng bí mật, Tô Thanh Thanh cùng Cố Tuyển đều nghĩ tới này một tầng, nhưng càng đến loại này thời điểm, liền nhất định càng phải bình tĩnh, ngàn vạn không thể sốt ruột, muốn bình tĩnh lại hảo hảo ngẫm lại, rốt cuộc hẳn là làm sao bây giờ, tuyệt đối không thể tự loạn đầu trận tuyến. Liền ở Tô Thanh Thanh nghĩ muốn hay không vứt ra một trương thiên hỏa phù, một trương thiên hỏa phù có thể đại khái thiêu chết nhiều ít thằn lằn, nàng thiên hỏa phù có đủ hay không thời điểm, Cố Tuyển đột nhiên hỏi nàng, ta nhớ rõ, ngươi cái này phòng hộ tráo, là có thể phòng trụ bên ngoài công kích, nhưng là có thể bên trong hướng bên ngoài công kích có phải hay không? Tô Thanh Thanh gật đầu, là, ta hiện tại suy nghĩ dùng thứ gì ra bên ngoài công kích có thể so sánh so hữu hiệu. Trước mắt xem ra thiên hỏa phù đối chúng nó công kích hiệu quả hẳn là tốt nhất, thiên hỏa phù có thể cường công. Cố Tuyển lại hỏi, vậy ngươi cái này phòng hộ tráo có thể đồng thời di động sao? Tô Thanh Thanh nghe xong Cố Tuyển nói trước mắt sáng ngời, nàng nháy mắt đã hiểu Cố Tuyển ý tứ, ý của ngươi là nói, một bên công kích rửa sạch chúng nó, lại một bên đi phía trước gặp mặt đi, trực tiếp giải quyết cái kia đại gia hỏa. Đúng vậy, Cố Tuyển gật đầu, ngươi đem la bàn cùng thiên hỏa phù cho ta, ta cho ngươi cầm, ngươi nhìn xem hẳn là đi bên nào, ta lại hướng bên kia ném thiên hỏa phù công kích thanh lộ, mấy thứ này không phải ở ngăn cản chúng ta qua đi sao? Chúng nó khẳng định ở bảo hộ cái gì trọng yếu phi thường đồ vật, cái kia đồ vật nói không chừng chính là chúng ta thoát vây mấu chốt, chúng nó càng nhiều canh giữ ở bên kia không cho chúng ta qua đi, chúng ta cố tình liền phải đi qua, sớm một chút đến bên kia, chúng ta càng sớm giảm bớt hao tổn, càng sớm an toàn. Đáng tiếc hiện tại Tô Thanh Thanh đôi tay bóp quyết, đằng không ra tay tới, bằng không nàng liền thật sự phải cho Cố Tuyển so cái ngón tay cái điểm tán, có thể a, Cố tổng, ngươi khả năng thật là một nhân tài. Nàng phối hợp đem ba lô cho hắn, vốn dĩ cho rằng chỉ là một cái bình thường ba lô, chính là hơi chút đại chỉ một chút mà thôi, chính là đương tiếp nhận ba lô thời điểm, mới phát hiện cái này ba lô phi thường trọng, hắn không trước tiên làm tốt chuẩn bị tâm lý, không có dự đánh giá đến cái này ba lô trọng lượng, ở tiếp nhận thời điểm một cái lấy không xong, thiếu chút nữa rớt tới rồi trên mặt đất, may mắn hắn phản ứng kịp thời, bằng không đã có thể thật sự mất mặt. Kết quả trọng lượng còn không phải làm hắn kinh ngạc nhất, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là cái túi sách này bên trong không gian, nhìn như là một cái ba lô, chính là bên trong không gian phi thường đại, xa so bên ngoài nhìn đến ba lô còn muốn đại, càng như là một cái đại tủ, hơn nữa bên trong sở hữu đồ vật đều là phân loại phóng tốt, bên trong thậm chí có bất đồng khu vực, mỗi loại phù đều phân đến rành mạch, còn có rất nhiều khác lung tung rối loạn đồ vật, có thể nói như vậy. Cái túi sách này hẳn là Tô Thanh Thanh sở hữu quan trọng toàn thân gia sản, nàng vô luận đi đến nơi nào, chỉ cần bối cái này có trời đất khác bao bao là đủ rồi, khó trách nàng ngày thường đều không cho người khác chạm vào nàng bao bao, nguyên lai là cái túi sách này bên trong thật sự có bí mật, hiện tại sẽ làm hắn chạm vào cái túi sách này, cũng là vì tình thế bức bách, bất đắc dĩ mới cho, hắn nhịn một hồi, rốt cuộc vẫn là không có nhịn xuống hỏi, vì cái gì ngươi bao bao bên trong không gian có thể lớn như vậy? Tô Thanh Thanh rất tưởng nói, hiện tại là nói mấy thứ này thời điểm sao, nhưng đối thượng Cố Tuyển ham học hỏi ánh mắt, nàng chỉ có thể nhận mệnh giải thích, ba lô bên trong dán không gian phù, đại khái có thể gia tăng 5 cái mét khối tả hữu thể tích, cái kia ba lô kỳ thật chỉ là một cái che giấu, nó dán ở bất luận cái gì một cái vật chứa đều có thể lớn như vậy. Cố Tuyển thử tính hỏi, khi đợi sau khi trở về có thể hay không cũng cho ta họa mấy chương, hắn cảm thấy có như vậy đồ vật thật sự là quá phương diện. Đi đâu chỉ cần sách nho nhỏ một cái bao là được. Tô Thanh Thanh quả nhiên là cái bảo tàng. Tô Thanh Thanh thật là phải bị hắn làm hết chỗ nói rồi. Nàng gật đầu, hành. Họa này không gian phù rất phiền toái. 2 vạn một trương a, không thành vấn đề. Cố Tuyển một ngụm đáp ứng xuống dưới. 2 vạn một trương cũng là huyết kiếm. Dù sao hắn nhất không thiếu chính là tiền. Tô Thanh Thanh bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì giống nhau bổ sung một câu. Ta chỉ bán ngươi một cái. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài a. Các ngươi nơi này không có thứ này, lại chú trọng khoa học, có thể so thứ này truyền ra đi nháo lớn, ta còn muốn phối hợp những người đó làm khoa học nghiên cứu gì đó, thật là ngẫm lại đều đau đầu, nàng cái gì phù đều không làm che giấu, chỉ có không gian phù không lấy ra tới, chính là bởi vì cái này, hiện tại dân cư quá nhiều, không gian quá khan hiếm, quá chen chúc, nếu có thể có loại này mở rộng không gian bùa chú, nàng chỉ định phải bị bắt lại nghiên cứu. Cố Tuyển cũng nghĩ đến điểm này. Hắn nghiêm túc gật đầu nói, yên tâm, ta khẳng định liền đều không nói đi ra ngoài, ta là cái đặc biệt có thể bảo thủ bí mật người. Đồng thời hắn trong lòng cũng có một cổ bí ẩn hưng phấn, hắn cùng Tô Thanh Thanh cũng là có cộng đồng bí mật người, cộng đồng bí mật Nga. Đương nhiên, hắn đem cái này bí ẩn vui vẻ phóng tới trong lòng, trên tay hắn hoàn toàn không có chậm trễ sự, nhanh chóng tìm được rồi thiên hỏa phù cùng la bàn đem ra, một bàn tay nâng la bàn cấp Tô Thanh Thanh xem. Mặt khác một bàn tay cầm thiên hỏa phù, chuẩn bị Tô Thanh Thanh chỉ lấy đánh nào. Tô Thanh Thanh nhìn la bàn, chuẩn xác mà nói, lấy ngươi mặt hướng ta vì tiêu chuẩn, một chút chung phương hướng đi tới 20 mét, Cố Tuyển lập tức hướng bên kia vứt ra một trương thiên hỏa phù, hắn sẽ không vẽ bùa, nhưng mỗi lần sử dụng phù thời điểm, là có thể kích phát ra bùa chú thật lớn uy lực, chỉ thấy trong tay hắn thiên hỏa phù liền cùng một cái hỏa tiễn giống nhau, ngọn lửa thẳng tắp lao ra đi, quét ngang một tảng lớn cự răng thằn lằn. Ít nhất sáng lập ra 50 mét chân không mảnh đất, chính là thừa dịp cái này khoảng không, Tô Thanh Thanh chống phòng hộ tráo, cùng Cố Tuyển hai người cùng nhau tốc độ cao nhất đi tới, Vừa lúc đi tới đến thứ 20 mễ thời điểm, vừa mới bị rửa sạch xong cự răng thằn lằn lại rậm rạp xông tới, ngăn chặn vừa mới rửa sạch xong con đường kia, bọn họ chỉ có thể bị bắt dừng lại. Tô Thanh Thanh lại nhìn mắt la bàn, lại lần nữa tinh chuẩn báo một phương hướng, Cố Tuyển lại lần nữa hướng tới bên kia vứt ra một trương thiên hỏa phù, lại là rửa sạch ra 20 mét chân không mảnh đất, lại lần nữa đi tới 2-30 mễ dừng lại. Cứ như vậy, hai người vô cùng ăn ý phối hợp, một chút hướng tới muốn đi phương hướng đi tới. Cái này hợp tác phương thức quả thực là nhất tiết kiệm sức lực và thời gian người, phi thường hiệu suất cao. Này đàn số lượng kinh người cự răng thằn lằn nhóm cũng là tận lực, chúng nó còn có thể làm cái gì đâu, chúng nó lại không có pháp thuật, chỉ có thể gần người công kích cắn xé, hiện tại cách phòng hộ tráo, cắn lại cắn không đến, lấy thân thể của mình đổ lại đổ không được, liền tính toán lượng lại nhiều, che trời lấp đất lại có thể thế nào, đến cuối cùng không phải là không hề biện pháp. Đại khái chỉ tốn 10 phút thời gian, bọn họ trước mặt liền xuất hiện một cái thật lớn cồn cát thượng có cái thật lớn đại động, nơi này hơi thở đặc biệt nguy hiểm, bọn họ cơ hồ có thể xác định, cái kia nguy hiểm nhất đại đồ vật khẳng định liền giấu ở nơi này. Cố Tuyển dùng thiên hỏa phù đem cửa động đổ cuối cùng một đám cự răng thằn lằn cấp rửa sạch, sau đó cùng Tô Thanh Thanh vèo một chút vọt vào cửa động, ở vọt vào cửa động nháy mắt, Tô Thanh Thanh còn cấp phòng hộ tráo nhiều hơn cố mấy tầng, liền sợ cửa động đột nhiên nhảy ra thứ gì, sẽ đem bọn họ đánh đến trở tay không kịp, nhưng vào giao lộ, hết thảy liền bỗng nhiên bình tĩnh xuống dưới, bên ngoài truy đuổi cự răng thằn lằn đều ngừng ở cửa động bên ngoài, giống như cái này sơn động là cấm địa, không thể vượt lôi trì nửa bước. Chương 194 Cố Tuyển là thật sự ngốc. Tô Thanh Thanh hoảng sợ, chỉnh hợp người sững sờ ở tại chỗ, hoàn toàn phản ứng không kịp, nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía Cố Tuyển, không phải, này liền khai. Này mặt trên khắc chính là ngươi trưởng ấn. Cố Tuyển, hắn thông thả quay đầu nhìn về phía Tô Thanh Thanh, kia luôn luôn bình tĩnh trên mặt, lúc này cũng là nói không nên lời mộng bức, ta cũng không biết. Cố Tuyển là thật sự thực ngốc, tới Bạch Vân huyện sau phát sinh không ít kỳ quái sự tình, đại gia đôi khi đều sẽ thực ngốc, nhưng toàn trường nhất ngốc người, khẳng định phi Cố Tuyển mặt chút, vì cái gì vạn năng thần sẽ cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc, vì cái gì hắn sẽ ở rách nát hồ nước gió lốc, cảm giác được kia vô cùng quen thuộc hơi thở, nhất thái quá chính là, vì cái gì hắn tay sẽ cùng cái này giấu bàn tay ăn khớp, hắn đánh đến khai cái này cửa đá, một kiện liên tiếp một kiện sự tình, cho dù là Cố Tuyển loại này ngày thường thái sơn băng với định đô mặt không đổi sắc người, lúc này cũng vô cùng ngốc vòng. Tô Thanh Thanh lấy kỳ quái ánh mắt xem hắn, ngươi nên không phải là vạn năng thần giáo phái lại đây nằm vùng đi. Cố Tuyển lúc này rốt cuộc có phản ứng, hắn xem Tô Thanh Thanh ánh mắt có chút bất đắc dĩ, ngươi cảm thấy đâu? Ta phía trước bị hại thành cái dạng gì, là ngươi đem ta cứu mới thay đổi, ta cái gì thể chất ngươi không biết. Hắn không chỉ có ánh mắt bất đắc dĩ, liền lời nói đều mang theo sủng nịch, này ngữ khí rất giống là sinh hoạt ở bên nhau nhiều năm lão phu lão thê, sau đó lão bà hiểu lầm lão công, trảo gian lão công thời điểm ngữ khí. Tô Thanh Thanh cẩn thận tưởng tượng, hình như là như vậy cái đạo lý, nàng gãi gãi đầu, kia này cũng quá kỳ quái, này đều mau cùng thế giới chưa giải chi mê không sai biệt lắm, tính, đi trước một bước xem một bước đi, đến cuối cùng khẳng định là có thể chân tướng đại bạch. Cửa đá mở ra, càng thêm nóng bức hơi thở từ bên trong ập vào trước mặt, cùng bên ngoài đường đi hoàn toàn đen nhánh bất đồng, bên trong là một cái phi thường rộng mở không gian, một cái thật lớn vô cùng thạch thất, trống trải đến chỉ cần một chân dẫm đi vào, cực kỳ rất nhỏ thanh âm, đều có thể nghe được rõ ràng hồi âm, đồng thời bên trong cũng không giống bên ngoài như vậy đen, ở thật lớn thạch thất chỗ sâu trong, giống như có rất nhiều lần tiểu cây đuốc giống nhau đồ vật, ở nơi đó có quy luật sáng lên, một tắt một diệt, nhưng thạch thất thật sự quá lớn, cái kia ánh đèn lại phi thường nhỏ bé, nhỏ đến nhìn cái gì đều là mơ mơ hồ hồ, căn bản thấy không rõ lắm. Cố Tuyển đem đèn pin điều thành cường quang hình thức, hướng bên trong đánh qua đi, cũng liền ở hắn đèn pin chiếu quá khứ nháy mắt, một đôi thật lớn màu đỏ dựng đồng đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt, một cái hoàn toàn thấy không rõ lắm lớn nhỏ quái vật khổng lồ, bỗng nhiên không hề tiếng động ở không trung cao cao nhảy lên, mang theo đáng sợ lực lượng tạp hướng bọn họ, trước đó, nó đều ẩn núp ở trong bóng tối, hoàn toàn không có bất luận cái gì động tĩnh. Cự răng thằn lằn loại này sinh vật, chính là không có thanh âm, nó chưa bao giờ sẽ làm không sợ gào rống, nó tìm đúng thời gian mãnh nhào lên tới, chủ đánh chính là một cái một kích trí mạng. Cự răng thằn lằn động tác mau, Tô Thanh Thanh động tác càng mau, nàng ở nó nhào lên tới trong nháy mắt, cùng cái tiểu đạn pháo giống nhau, vèo một chút từ Cố Tuyển bên người nhảy đi ra ngoài, nhảy đến không trung, một chân đá tới rồi nó trán thượng. nhào lên tới cự răng thằn lằn, thật lớn thân thể ở không trung tạm dừng một chút, sau đó sinh sôi bị Tô Thanh Thanh đá lui 5-6 mét, một tòa cùng loại nhỏ núi giả giống nhau cự răng thằn lằn, nó ở chạy vội khi liền đại địa đều cảm giác đang rung rẩy, nhưng là thế nhưng bị Tô Thanh Thanh một chân đá bay 5-6 mét, cái này lực đạo nếu là toàn lực đá đến một người trên người, Cố Tuyển chỉ là nhìn đều cảm thấy xương cốt đau, quả nhiên a, chọc ai đều có thể, chính là chớ chọc Tô Thanh Thanh. Tô Thanh Thanh một chân đem hắn đá bay lúc sau liền thừa thắng xông lên, nhào lên đi đối với cự răng thằn lằn mặt mảnh chùi y, trên tay nàng mang theo linh khí, mỗi một quyền đều chùi y đến bang bang vang, cự răng thằn lằn bị đánh được hoàn toàn phản ứng không kịp, nó là lực lượng cùng cắn xé lực đều rất mạnh, nhưng là hắn phản ứng tốc độ rất chậm a, chỉ có thể bị Tô Thanh Thanh một quyền chùi y sọ não, lập tức đã bị đánh đến đầu óc choáng váng, nó chỉ có thể phí công lớn lên miệng, ý đồ cắn xé đến Tô Thanh Thanh, từ trong miệng không ngừng phun ra nóng bức hơi thở. Tô Thanh Thanh nhưng không quen nó, một đôi tay phanh 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 đánh tới nó sọ não thượng, này lực độ đều không thể dùng một quyền một cái tiểu bằng hữu tới hình dung, cảm giác này một quyền đều có thể đánh bay một cái thái sâm, nhưng cự răng thằn lằn cũng không phải ăn chay, nó ở bị mảnh chùi y một đốn sau, cho dù bị đánh đến đầu óc choáng váng, nhưng da dày thịt béo cũng không chịu cái gì vết thương trí mạng, nó thật sự bị đánh lửa, ở Tô Thanh Thanh ra quyền nghỉ ngơi thở dốc khoảng không, nó bỗng nhiên hít sâu một hơi. Vừa mới thạch thất bên trong tiểu ngọn lửa lại lần nữa xuất hiện, nguyên lai bọn họ ở bên ngoài nhìn đến thạch thất bên trong tiểu ngọn lửa, không phải thạch thất bên trong dâng lên tới đống lửa, mà là cự răng thằn lằn trong bụng ngọn lửa, lúc này không ngừng xuất hiện bọn họ vừa mới ở bên ngoài nhìn đến kia tam thốc tiểu ngọn lửa, mà là từ cự răng thằn lằn hút khí miệng yết hầu bắt đầu, từ nó yết hầu đến bụng, một đường đều xuất hiện tiểu ngọn lửa, cái này tiểu ngọn lửa từ nó yết hầu bắt đầu, một chút biến đại, đến nó bụng thời điểm, đã biến thành một cái thật lớn hỏa cầu, lúc này nó hít sâu khí động tác cũng tạm dừng ở, đối với Tô Thanh Thanh phương hướng, rống một tiếng phun ra một cái thật lớn hỏa cầu, cẩn thận. Cố Tuyển theo bản năng kêu, vừa mới rơi xuống đất Tô Thanh Thanh xoa chạm vào ra tới hỏa cầu hướng bên cạnh nhẹ nhàng một cái lắc mình, vô cùng mạo hiểm né tránh cái này hỏa cầu, không nghĩ tới cái này cự răng thằn lằn còn có ma pháp công kích. Cự răng thằn lằn thừa dịp Tô Thanh Thanh né tránh nó hỏa cầu cái này khoảng không, lại lần nữa hướng tới Tô Thanh Thanh phi phát qua đi, nó nhào lên đi thân thể cùng phun ra đi hỏa cầu cơ hồ đồng thời tới, cái kia hỏa cầu tức là công kích cũng là sương khói đạn, cái này cự răng thằn lằn xa so nó cồng kềnh thân hình thoạt nhìn thông minh đến nhiều, phi thường khó đối phó, Tô Thanh Thanh vừa mới né tránh hỏa cầu, lại liên tiếp né tránh cự răng thằn lằn phi phát đi lên công kích, nàng động tác có điểm cấp, nhưng là không hề có hoảng loạn. Hiểm nguy trùng trùng xem đến bên cạnh Cố Tuyển vẫn luôn ở vì nàng niết hãng. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Thanh Thanh cùng cự răng thằn lằn đánh đến khó xá khó phân, lập tức phân không ra thắng bại, có thể nói là cho nhau giằng co. Nhưng kỳ thật là Tô Thanh Thanh vẫn luôn thu một nửa lực, thông qua bất đồng góc độ công kích thử, đang không ngừng tra xét nó nhược điểm, chuẩn bị tìm cái thời cơ, trực tiếp cho nó một đòn trí mạng. Cố Tuyển ở bên cạnh nhìn, lo lắng suông không thể giúp bất luận cái gì vội. Lúc này hắn lại lần nữa cảm khái, thực lực của hắn thật sự là quá yếu, nhược một chút vội đều không thể giúp. Kỳ thật trải qua thời gian dài như vậy, Cố Tuyển trong lòng đã sớm biết chính mình đối Tô Thanh Thanh tâm ý, nhưng hắn chưa từng có cùng Tô Thanh Thanh biểu lộ quá hắn tâm ý, chẳng sợ hắn đối nàng chiếu cố có thêm, hắn đối nàng là tất cả mọi người có thể nhìn đến đặc thù chiếu cố, nhưng là hắn cũng nửa điểm không có biểu lộ quá hắn tâm ý, nguyên nhân không khác. Chính là hắn trong lòng thật sự quá rõ ràng chính mình có mấy cân mấy lượng, hắn hoàn toàn là không xứng với Tô Thanh Thanh, cho nên hắn mới càng thêm nỗ lực tu luyện, chương 195 tình huống trở nên càng thêm phức tạp, chính là trước mắt xem ra, liền tính hắn lại nỗ lực tu luyện, liền tính cho hắn càng dài thời gian, hắn cũng không phải là Tô Thanh Thanh đối thủ, thậm chí rất khó cùng nàng sánh vai, mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, hắn tổng có thể rõ ràng mà ý thức được bọn họ chi gian chênh lệch. Thực lực của nàng đã làm hắn cảm thấy bội phục thưởng thức, cũng làm hắn cảm thấy thua chị kém em, liền tỷ như hiện tại, hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Tô Thanh Thanh phát huy, đại sát tứ phương, nhưng là hắn một chút vội đều không thể giúp, liền ở hắn cảm khái thời điểm, thạch động khẩu đột nhiên truyền đến không giống nhau động tĩnh, giống vạn mã lao nhanh giống nhau, có rất nhiều đồ vật vọt vào, thậm chí liền mặt đất đều đang rung rẩy. Cố Tuyển tạch một chút rút ra đường đao, hoành ở thạch thất nhập khẩu đường đi. Chỉ nhìn đến không một hồi, vừa mới đuổi tới cửa động không có tiến vào cự răng thằn lằn nhóm, hiện tại tất cả đều phía sau tiếp trước mà vọt vào, Tô Thanh Thanh bị hắn bên này tình huống ảnh hưởng, Trừ thời gian hướng hắn bên này nhìn thoáng qua, lúc này đây rất nhỏ phân tâm, khiến cho kia chỉ phun hỏa thằng làng bắt được cơ hội, hung hăng mà đỉnh đầu. Tô Thanh Thanh không trốn tránh kịp thời, thiếu chút nữa bị đụng vào, hiểm hiểm tránh thoát, nửa bên eo còn bị sát tới rồi, thập phần mạo hiểm, thiếu chút nữa đã bị đỉnh bay. Cố Tuyển thấy được này mạo hiểm một màn, hắn trầm giọng nói, Thanh Thanh, chuyên tâm đối phó ngươi phải đối phó, không cần phải xen vào ta, bên này liền giao cho ta. Tô Thanh Thanh chỉ là chật vật mà điều chỉnh một cái tư thế, thực mau lại khôi phục trạng thái, nàng một bên đối phó phun hỏa thằn lằn, một bên hơi có chút lo lắng hỏi, như vậy nhiều cự răng thằn lằn, lần này không có ta phòng hộ tráo, ngươi một người có thể được không? Cố Tuyển quay đầu đối nàng cười, ngươi cũng không nên xem thường ta, nếu ta liền điểm này đều làm không được, ta đây còn xứng cùng ngươi đứng ở cùng phiến trên chiến trường đi. Ta đây chẳng phải là liền Bạch Thanh Huyền đều không bằng. Tô Thanh Thanh kỳ thật tưởng nói ngươi không cần lấy chính mình cùng Bạch Thanh Huyền so, nhân gia tốt xấu là ngàn năm xà yêu, tu luyện hơn 1000 năm, ngươi mới tu luyện bao lâu, nhưng là nhìn Cố Tuyển vô cùng nghiêm túc thần sắc, nàng phun tào nói tạp ở trong cổ họng, giống như lần đầu tiên nhìn đến Cố Tuyển như thế nghiêm túc bộ dáng, còn có này mặt danh bá đạo bộ dáng, hoặc nhìn có điểm soái là chuyện như thế nào, mà nàng hiện tại đích xác phân thân thiếu phương pháp, nàng chỉ có thể tin tưởng Cố Tuyển. Đem nàng ba lô lại lần nữa ném cho Cố Tuyển, hảo, ta tin tưởng ngươi, ngươi ở cửa đỉnh, ta giải quyết cái này cự răng thằn lằn liền tới, thực mau, này trong bao mặt sở hữu công kích phù ngươi tùy tiện dùng, không cần ngạnh căng, không cần cho ta tỉnh, toàn bộ đều tính ta. Cố Tuyển cũng không khách khí, hắn tiếp nhận Tô Thanh Thanh đại biểu tín nhiệm ba lô, ánh mắt càng trầm, còn mang theo kiên định, yên tâm, giao cho ta, hắn cuối cùng một câu vừa dứt lời. Bên ngoài cự răng thằn lằn cũng đã xúc động cửa, Cố Tuyển rút ra hắn bóng lưỡng đường đao, tới một cái sát một cái, tới hai cái sát một đôi, tới một đám sát một mảnh, đường đao nơi đi đến, bên ngoài này đàn cự răng thằn lằn nhóm tất cả đều biến thành hai nửa, chúng nó vốn dĩ chính là bởi vì nhân loại cảm xúc mà tồn tại, đã chết lúc sau thực mau liền tiêu tán ở không trung, không lưu một tia dấu vết, mặt sau cự răng thằn lằn nhóm sẽ giống hoàn toàn không biết sợ hãi giống nhau, tiếp tục nảy lên tới. Nhưng mặc kệ đi lên nhiều ít, đều sẽ bị Cố Tuyển một đao chém giết, như thế hung mãnh mãnh liệt thế công thế nhưng thật sự bị Cố Tuyển cấp đứng vững, hắn giống như là một tòa không thể vượt qua núi lớn, chặt chẽ mà đứng sừng sững ở nơi đó. Tô Thanh Thanh ở đối phó hỏa thằn lằn rất nhiều, ngẫu nhiên bất thời giờ xem một cái Cố Tuyển phương hướng, vừa lúc thấy được hắn như vậy bóng dáng, trong lòng thế nhưng có một loại thập phần thần kỳ bị xúc động cảm giác, nàng kỳ thật vẫn luôn biết hắn thiên phú rất cao, thực lực rất mạnh, còn rất có đầu óc, là hiếm thấy thực lực cùng đầu óc cùng tồn tại nhân tài, hơn nữa ra tay rất hào phóng, cùng hắn cùng nhau ở chung thực vui sướng, dư lại nàng thật đúng là không có nghĩ nhiều quá, chính là hôm nay nhìn thấy như vậy Cố Tuyển, làm Tô Thanh Thanh phát hiện không giống nhau hắn, lúc này trong thạch động chiến tranh hoàn toàn lâm vào giằng co, Tô Thanh Thanh không có biện pháp ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn giải quyết bên này hỏa thằn lằn, Cố Tuyển cũng giải quyết không được bên ngoài thành phiến cự răng thằn lằn. Hai bên đều ở từng người ác chiến, lúc này bọn họ rốt cuộc dần dần phản ứng lại đây, khả năng cái này chính là bọn họ mưu kế, chính là cố ý đem bọn họ hấp dẫn đến cái này sơn động nơi này, trước làm cự răng thằn lằn ngừng ở bên ngoài, làm cho bọn họ thả lỏng cảnh giác đi vào trước, sau đó chờ bọn họ cùng khó chơi phun hỏa thằn lằn bắt đầu đánh, lại phái bên ngoài cự răng thằn lằn xông lên, đem bọn họ vây chết ở bên trong, làm hiện tại bọn họ tiến thoái lưỡng nan, hiện tại bọn họ không có biện pháp khác. Duy nhất chỉ có một cái đường ra, đó chính là nhanh lên giải quyết phun hỏa thằn lằn, phá hư nó thủ mắt trận, rời đi nơi này. Đây là Tô Thanh Thanh cũng cơ bản tìm được rồi cự răng thằn lằn nhược điểm, đó chính là vô luận nàng như thế nào công kích, đối cự răng thằn lằn tạo không thành thương tổn góc độ, cự răng thằn lằn đều sẽ không như thế nào trốn tránh, nó sẽ đầu thực thiết trực tiếp trên đỉnh tới, nhưng chỉ có ở công kích nó bụng thời điểm, nó sẽ sườn khai thân né tránh, dùng mặt khác tư thế. Dùng thân thể mặt khác cứng rắn bộ vị tới ngăn cản công kích, rất nhiều lần đều là cái dạng này, Tô Thanh Thanh trên cơ bản trong lòng liền hiểu rõ, cái kia bụng tuyệt đối chính là cái này cự răng thằn lằn nhược điểm, bên ngoài cự răng thằn lằn đều là người cảm xúc biến ảo, chúng nó bị đánh tan liền không có thực thể, chỉ có này chỉ phun hỏa thằn lằn không giống nhau, nó là mấy vạn năm trước tồn tại đến bây giờ yêu thú, cứ việc không biết vì cái gì, nó bị nhốt ở chỗ này mấy vạn năm. Hơn nữa thực lực cùng nàng giống nhau 10 không còn một, nhưng là nó là có thân thể, nếu là có thân thể, vậy có nhược điểm. Tô Thanh Thanh ở một lần nó phun ra hỏa sau, hướng bên cạnh linh hoạt chợt lóe, sau đó không cẩn thận vặn tới rồi chân, ngã xuống trên mặt đất, lăn một vòng. Phun hỏa thằn lằn chính là sấn cơ hội này, lại lần nữa bay lên không nhảy lên, hướng Tô Thanh Thanh trên người đánh tới. Lần này nó không hề giữ lại, muốn nhân cơ hội trực tiếp giải quyết Tô Thanh Thanh, mà Tô Thanh Thanh còn lại là vẫn luôn đang chờ giờ khắc này, ở cự răng thằn lằn bụng hoàn toàn bại lộ ở nàng trước mặt thời điểm, nàng về phía trước một cái hoạt sạn, trực tiếp hoạt sạn tới rồi nó bụng, nàng trong tay dùng pháp lực ngưng kết ra một cái bén nhọn đao nhọn, thẳng tắp mà chui vào nó bụng. Cự răng thằn lằn thật lớn thân thể ở không trung một đốn, phát ra một tiếng thật lớn rên rỉ sau ầm ầm ngã xuống đất. Nó ngã trên mặt đất sau nhanh chóng lui về phía sau, cuối cùng sút vào một góc, để phòng ngự tư thế quỳ rạp trên mặt đất, không bao giờ nguyện ý nhúc nhích chút nào. Nó ở phát ra đệ nhất thanh nhất thê lương kêu trên sau, mặt sau trốn đến trong một góc, trong miệng lại không ngừng mà phát ra ngắn ngủi tru lên thanh. Này hình như là một loại cái gì tín hiệu giống nhau, bên ngoài vốn dĩ liền điên cuồng cự răng thằn lằn nhóm, nghe được bọn họ lão đại hô đau thanh âm, càng thêm cùng điên rồi giống nhau, gấp không chờ nổi hướng bên trong dũng. Vốn dĩ Cố Tuyển một người canh giữ ở cửa động, dùng này một phen đường đao thủ, phối hợp thượng các loại lưỡi dao gió phù cùng thiên hỏa phù linh tinh, liền ở vẫn là khó khăn lắm bảo vệ cho. Hiện tại này đó cự răng thằn lằn nhóm phát cuồng về sau, hắn thủ lên liền càng thêm cố hết sức, hơn nữa hắn thể lực xói mòn cũng thực mau, cho dù hắn ngoài miệng không kêu, nhưng là trên tay hắn động tác cũng mắt thường có thể thấy được mà biến chậm. Rốt cuộc, ở một đám đầu so mặt khác cự răng thằn lằn đều đại thằn lằn vọt vào tới, Cố Tuyển cùng nó triền đấu thời điểm, chẳng sợ chỉ là triền đấu một hồi sẽ thời gian, mặt khác tiểu thằn lằn liền bắt lấy cái này không đương vọt vào. Chương 196.000 cân treo sợi tóc, Cố Tuyển thuận lợi giải quyết cái kia đại cái đầu thằn lằn, nhưng là cũng bị vọt vào tới tiểu thằn lằn nhóm vây quanh. Liền ở hắn phải bị bao phủ ở này đó cự răng thằn lằn bên trong thời điểm, trọng thương phun hỏa thằn lằn Tô Thanh Thanh ở trên người hắn bộ một tầng thật dày linh khí bảo hộ, sau đó nàng không màng chính mình an nguy, bằng mau tốc độ vọt tới Cố Tuyển bên người, một bên khởi động phòng hộ tráo, một bên đem Cố Tuyển kéo đến an toàn địa phương. Lúc này Cố Tuyển trên người đã bị cắn vài khẩu, cự răng thằn lằn hàm răng thật không phải nói giỡn, uy lực đặc biệt đại, mỗi bị cắn một ngụm, kia miệng vết thương đều thâm đến có thể nhìn đến xương cốt, hơn nữa cự răng thằn lằn hàm răng còn có độc, tự mang sát khí, bị cắn miệng vết thương còn ở hướng bên ngoài hô hô mạo hắc khí, này hắc khí chính là cự răng thằn lằn phía trước hút những cái đó sát khí. May mắn Cố Tuyển bị Tô Thanh Thanh cứu vớt đến kịp thời, vừa mới Tô Thanh Thanh phàm là hơi chút chậm như vậy vài giây xông tới bảo vệ hắn, khả năng Cố Tuyển cũng đã bị gặm đến liền khung xương đều không còn. Tô Thanh Thanh bóp phòng hộ tráo, không có cách nào xem xét trên người hắn miệng vết thương, chỉ có thể hỏi hắn, ngươi không sao chứ, bị thương mấy chỗ, nhanh lên vận dụng linh khí, đem ngươi miệng vết thương thượng sát khí bức ra tới, bằng không chậm một chút nữa, thân thể của ngươi rất có thể liền suy sụp. Cố Tuyển thấy Tô Thanh Thanh như vậy quan tâm hắn, còn đối nàng cười cười, không có việc gì, ta khá tốt, ta kỳ thật cũng không có như vậy yếu ớt, ngươi quên thân thể của ta là trải qua cường hóa sao? Như vậy điểm sát khí đối ta không có gì ảnh hưởng, thực mau là có thể bị ta bức ra tới. Sau đó hắn làm trò Tô Thanh Thanh mặt, nhanh chóng đem sát khí cấp bức ra tới. Tô Thanh Thanh thật sự cảm thấy Cố Tuyển đã coi như là khó được hảo đồng đội, thực lực của hắn tuy rằng không có như vậy cường, nhưng hắn ở thời khắc mấu chốt có thể kháng sự, nói hắn có thể ngăn trở, hắn liền thật sự chắn tới rồi nàng giải quyết phun hỏa thằn lằn mới thôi. Hơn nữa thực nghe chỉ huy, nguyện ý đánh phối hợp, một chút đều không đáng quật. Làm hắn làm gì liền làm gì, tuyệt đối không ước ác bẩn thỉu, cùng hắn cùng nhau tổ đội thật sự đặc biệt bớt lo. Tô Thanh Thanh thấy hắn bị thương, liền sợ đem sát khí bức ra miệng vết thương, cũng nói cái gì đều không muốn làm hắn tiếp tục thượng. Nàng đem Cố Tuyển kéo đến chính mình phía sau, ngươi liền đứng ở chỗ này, giúp ta nhìn mặt sau cái kia bị vết thương trí mạng phun hỏa thằn lằn, nó nếu là có cái gì không thành thật động tĩnh, ngươi trước tiên nói cho ta, chờ ta hiện tại nhanh chóng bố trí một cái kết giới, lấp kín cái này đường đi, không cho bên ngoài này đó phun hỏa thằn lằn vọt vào tới lại nói. Cố Tuyển không chút nào làm ra vẻ, nhanh chóng gật đầu. Bên ngoài này đó cự răng thằn lằn số lượng thật sự quá nhiều, dựa sát là căn bản không có khả năng giết được xong, chỉ có tạm thời trước ngăn lại chúng nó. Phía trước ở bên ngoài thời điểm, Tô Thanh Thanh không có bố trí kết giới, là bởi vì bên ngoài thật sự quá trống trải, cự răng thằn lằn đều từ bốn phương tám hướng tới, căn bản không có thời gian bố trí kết giới, cũng không có điều kiện. Nhưng nơi này liền không giống nhau, nơi này chỉ có một khẩu tử, chỉ cần lấp kín cái này khẩu tử là được. Nàng một tay chống phòng hộ tráo, Mặt khác một bàn tay nhanh chóng một tay bấm tay niệm thần chú, trống rỗng ở không trung họa ra một cái loại nhỏ trận pháp, sau đó, bang, một chút đẩy đi ra ngoài, chỉ thấy vừa mới ở nàng đầu ngón tay cái kia tiểu trận pháp, bị đẩy ra đi sau liền chờ tỷ lệ phóng đại, lóe rạng rỡ kim quang, bước lui mặt sau còn tưởng bùa vào tới cự răng thằng lằn nhóm, cuối cùng chặt chẽ cố định ở cửa động, giống một đạo cái chắn một trương, vững chắc đứng ở nơi đó, vô luận bên ngoài cự răng thằng lằn nhóm như thế nào va chạm, cái này cái chắn đều lù lù bất động. Cố Tuyển lại nhân cơ hội đem lưu tại trong sơn động cự răng thằng lằn nhóm giết sạch, cứ như vậy, trong sơn động rốt cuộc thanh tịnh, chỉ còn lại có một con sau khi bị thương súc đến góc phun hỏa thằng lằn. Từ vừa mới bắt đầu Cố Tuyển liền vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm nó, sợ nó đột nhiên nổ lên, phản công bọn họ, phải dùng cuối cùng lực lượng cùng bọn họ liều chết vật lộn, đồng quy vu tận linh tinh. Nó trong ánh mắt tất cả đều là vô tận phẫn nộ, còn có không cam lòng. Tô Thanh Thanh bố trí kết giới ngăn chặn cửa động sau, rốt cuộc có thể tới giải quyết này chỉ phun hỏa thằng lằn. Cố Tuyển đằng ra tay, cũng lo lắng Tô Thanh Thanh chính mình một người dựa nó thân cận quá, đi theo Tô Thanh Thanh cùng nhau qua đi. Đây là Cố Tuyển tiến thạch thất tới nay, lần đầu tiên cùng cự răng thằng lằn dựa đến như vậy gần, phía trước bọn họ chi gian đều cách một khoảng cách, vốn dĩ trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, thật sự ở nghẹn khẩu cái gì khí, muốn bọn họ đồng quy vu tận phun hỏa thằng lằn. Ở Cố Tuyển tới gần nháy mắt, bỗng nhiên giật giật cái mũi, ngay sau đó trợn to mắt nhìn Cố Tuyển, nó nhìn chằm chằm Cố Tuyển nhìn hồi lâu, hai hàng nước mắt từ nó trong ánh mắt chảy xuống dưới, nó hoạt động thân mình triều Cố Tuyển tới gần, trong cổ họng còn phát ra ủy khuất nức nở thanh, cực đại đầu tưởng Cố Tuyển trong lòng bàn tay mặt cũng, Cố Tuyển theo bản năng sau này lui lại mấy bước, phòng bị nhìn nó thấy Cố Tuyển né tránh nó, ánh mắt trở nên càng ủy khuất, trong cổ họng nức nở thanh âm cũng lớn hơn nữa. Nó cái dạng này làm Tô Thanh Thanh nhớ tới một cái sinh vật, thượng một cái như vậy ủy khuất yêu thú, vẫn là bị chủ nhân quên đi Bạch Thanh Huyền. Tô Thanh Thanh nhìn Cố Tuyển ánh mắt càng thêm kỳ quái, không phải, này chỉ phun hỏa thằng lằn giống như cùng ngươi nhận thức a, Cố Tuyển, lại tới nữa, làm hắn mộng bức sự tình hắn lại tới nữa, đây đều là đến bên trong tới sau lần thứ mấy, hắn bất đắc dĩ nói, chính là ta không quen biết nó a. Chẳng lẽ là bởi vì ta cùng cái kia vạn năng chân thần trường giống nhau, cho nên nó đem ta nhận sai, hắn chỉ có thể nghĩ vậy sao một nguyên nhân. Phun hỏa thằng lằn thấy Cố Tuyển không phản ứng nó, còn nói hắn không quen biết nó, hoàn toàn nóng nảy nó bắt đầu miệng phun nhân ngôn, chủ nhân, ta là ngươi tiểu hi hi a, ngươi không nhớ rõ ta sao, Tô Thanh Thanh. Phốt, Tô Thanh Thanh thật sự không nhịn xuống, nàng vừa mới khát nước ở uống nước, này sẽ trực tiếp một ngụm thủy phun tới, một tòa cùng tiểu sơn giống nhau thật lớn thằng lằn, kia giọng nói chuyện thanh âm liền cùng tiểu đao ở rỉ sắt lưỡi dao mặt trên quát thanh âm giống nhau, phi thường khó nghe đến liền lỗ tai màng nhĩ đều là đau, đặc biệt là nó còn dùng tự cho là như vậy ủy khuất thanh âm làm nũng, quả thực là lệnh người sởn tóc gáy, làm người cả người khởi nổi da gà, cảm giác so nó vừa mới phẫn nộ rống giận bộ dáng còn muốn đáng sợ. Đồng dạng kinh tủng không ngừng Tô Thanh Thanh, nhất cảm thấy khiếp sợ kinh tủng không thích người đương nhiên còn phải là Cố Tuyển bản nhân a. Hắn nhìn cự răng thằng lằn biểu tình phức tạp, nói thật hắn cũng là lần đầu tiên cùng nó như vậy gần gũi tiếp xúc, nó liếc mắt một cái liền nhận ra hắn đồng dạng đối nó có nói không nên lời quen thuộc cảm, loại cảm giác này trước sau như một vi diệu, chính là từ trước rõ ràng không có gặp qua, hắn tin tưởng hắn không quen biết, nhưng hắn chính là thập phần quen thuộc, hắn biểu tình phức tạp hỏi. Ngươi nghe hiểu được tiếng người, phun hỏa thằng lằn gật đầu, lại vô cùng ủy khuất dùng thông thả âm điệu hỏi một lần, chủ nhân, ngươi thật sự, không nhớ rõ hi hi sao, Cố Tuyển đau đầu đỡ trán, ngươi hảo nói chuyện, ngươi mở to mắt nhìn xem ta rốt cuộc là ai, ta không phải ngươi vạn năng thần, ngươi nhận sai người, ai ngờ cự răng thằng lằn lắc mạnh đầu, không phải, ta không có nhận sai, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai, ngươi chính là chủ nhân của ta. Ngươi chính là hóa thành cho ta đều nhận thức ngươi, Cố Tuyển, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Thanh Thanh, phát hiện Tô Thanh Thanh ở lấy cái loại này ý vị không rõ ánh mắt nhìn hắn, hơn nữa biểu tình càng thêm chắc chắn, nàng ánh mắt giống như đang nói, xem đi, ngươi còn đang nói chính mình không có vấn đề, Cố Tuyển buồn bực a, nhưng hắn thật sự không biết nên như thế nào giải thích, vốn dĩ bọn họ kế hoạch là mau chóng gác ở chỗ này phun hỏa thằng lằn giải quyết rớt, sau đó tìm được rời đi nơi này phương thức mau rời khỏi. Nhưng hiện tại phun hỏa thằng lằn luôn mồm kêu hắn chủ nhân, hơn nữa dùng như vậy ủy khuất ánh mắt nhìn hắn,